biết là có ổn không, thì mưa thế này. Tớ mưa to lắm á. Trời ơi, điện nó vừa mất điện xong các chị ơi. Ok chưa? Các chị vào like, chia sẻ like của em với. Mạng nó vừa bị mất mạng, mất điện ạ. Nó vừa mất điện xong ấy chị ơi, khổ thân em quá. Em vào lại nhá. Họ đang mặc em có bán chị ơi, nhớ shop quá à. Chả... Đấy, nó là do... À nó quên, nó mất điện ấy, vừa mất điện, đang live phát, tắt phù phát xong mất điện. Cũng chán nhưng mất lại có, mất lại có. Nào lên nào chị cái bộ kia đi người ơi. Đã định lên cái bộ này thì mất điện, các bác vào lại cho em nhá. Bộ này còn thay gì chị? Trời ơi các chị nhìn bộ này, em đang còn nguyên một size. Size L à? Size L. Thi thoảng nó còn size 1X, 2X thôi. Nhưng mà đa số ạ, đến 90% em có size L. Đến 90% nhà em đang có size L ạ. Các chị lên mã sản phẩm cho em là bộ gì? B44 B44 các chị nhá. Được chưa ạ? Các chị coi là B44 và kèm cho số điện thoại cho em. Em bảo này ngày mai các chị mình cứ chọn cho em được size vừa thôi. Bây giờ nó còn xanh này. Được chưa ạ? Màu vàng này. Màu gì ạ? Màu hồng cho em này. Đó, màu than này. Xanh vàng hồng than bốn màu như này nhá, hết đỏ à? Có đỏ mà. Ê, màu đỏ ấy chị. Cái đấy. Có đỏ. Xanh vàng hồng than bốn màu, bốn màu cho em. Các chị vào like lại của em với nhá. Các chị vào like lại của em với. Em không nhìn thấy comment, các chị cứ lên. Bộ B65 tí em lên sau. Áo dù nói em còn chị thương đậu ơi, các bác vào like chia sẻ like của em với. Em vừa mới bị mất mất mạng, vừa mất mạng xong. Bây giờ còn nguyên size L chị nào ở mức cân mà tầm khoảng là 52 cân, 53 cân đổ về. Các chị em mình vào chốt mỗi ngày cho em này. 40 cân đến 52, 53 cân đổ về em chốt đơn. Em tặng các chị nốt nhá. Đấy chứ ạ, giá này là giá em không tiếc tiền nữa đâu. Em không tiếc tiền nữa đâu ạ. Em kỷ niệm các chị mình luôn, hôm nay cuối tháng. Ok chưa ạ, lên mã sản phẩm cho em là B44 ạ. Các chị chọn màu, chọn size vừa. Cái này có ấy ở ngoài chị ơi. Xem bộ em cái bộ ở bên ngoài đi. Đỡ phải khỏi bóc ra. Đỡ phải bóc ra cho em. Xị đẹp lắm các chị ạ, xị đẹp lắm luôn. Để các chị coi là bộ B44, chị em mình nhanh tay mình có đơn nhá. Chống nắng tí em lên, chị ơi chống nắng ngày hôm nay mình em về thêm. Bộ này chứ là bộ B44. Ôi chị ơi đây cần gì phải, đấy chị nhìn chứ. Cái chữ ở ngực cơ mà.
Thấy không? Có đây, đây, đây. Làm đây các chị này. Thế cái bộ này còn nhiều không? Còn ít thôi, bộ này. Nói chung là còn ít ít nhỉ. Thế thì các chị ơi, ngày mai các chị cứ chọn cho em được cái size vừa thế này. Đây này. Bộ cả này bộ 46 này. Các chị comment là bộ gì ạ? Bộ bộ lỡ sắt nách nhá. Comment của em là bộ lỡ sắt nách đi. Em dồn các chị hai mã vào một đi ạ. Để chạm dồn các chị hai mã vào một tại vì nó số lượng nó còn quá ít luôn. Số lượng của nó còn quá ít luôn. Các chị cứ chọn chọn cho em màu, chọn xem size vừa. Để chạm chọn cho em màu, chọn cho em size vừa hả? Cái đây là quần lỡ. Quần lỡ cả bộ 44 cả 46 em dồn vào một luôn nhá. Em dồn một luôn nha các chị này. Em tặng các chị mình ạ. 79.000 một bộ ạ. Ok chị ạ, 79.000 đồng một bộ cho em. Cả một bộ hàng hãng cho em như này. Form ạ, chị ơi có đến size 2XL đúng không? Ngày mai các chị mình cứ chọn cho em size vừa đến tầm khoảng là dưới ạ, dưới 63 cân đổ về nhá. 40 cân đến 63 cân đổ về em. Chỗ đơn nó sẽ có thể là có hai họa tiết. Nó sẽ có thể là có hai họa tiết. Các chị có may là bộ gì ạ? Bộ lỡ đúng không? Bộ lỡ cộng số điện thoại ạ. Đi chị ạ, bộ lỡ cộng số điện thoại cho em mình. Chỗ đơn em có màu xanh nhá chị này. Màu xanh này. Tông màu than cho em này, tông màu hồng này. Được chưa? Tông màu đen này, tông màu vàng này, nhưng mà nó sẽ có hai hình khác nhau nhá. Chị em mình được hình nào mình lấy hình đấy cho em. Em biếu các chị mình 79.000 một bộ ạ. 79k kèm số điện thoại cho em. 79k và kèm cho số điện thoại cho em mình chốt đơn hàng. Dưới ạ, dưới bao nhiêu cân? Chị ơi đừng comment bộ B44 nữa tại vì em bây giờ em đã dồn vào hai mã là một rồi. Hai mã em dồn vào một rồi, có thể là họa tiết nó như thế này này. Được chưa? Có thể là họa tiết như này cho em và có thể là họa tiết cho em như thế này. Đấy. Nói chung là cơ bản nó cùng hãng luôn. Nhưng mà bây giờ nó lẻ màu lẻ size ấy. Nó lẻ mẫu lẻ size. Em tặng các chị mình có 79.000 đồng cho em cả một bộ sắt lách. Để chị ạ, quần lỡ. Cả một bộ sắt lách quần lỡ cho em ạ. Lên đơn sàng, đi lên hàng cho em là bộ lỡ. Bộ lỡ chị ơi, bộ lỡ kèm theo số điện thoại cho em ạ. Bộ lỡ kèm theo số điện thoại cho em mình chốt đơn. Ok không ạ? 79.000 đồng. Mình bỏ, mình có nghĩa là mình không quan tâm gì đến giá của nó đợt trước nữa. Mà bây giờ chỉ quan tâm là ngày hôm nay em bán các chị bao nhiêu tiền thôi. Được chưa? Mình chỉ quan tâm là ngày hôm nay em loan tặng các chị mình bao nhiêu tiền. 79.000 đồng. Được không ạ? LXL 2XL. Nó sẽ có là LXL 2XL. Các chị lên đơn hàng kèm ra số điện thoại ạ. Được chưa? Các chị lên đơn hàng và kèm ra số điện thoại cho em mình chốt đơn ạ. À, bộ loan mặc là quần gì ạ? Em mặc quần đùi. Em đang mặc quần đùi, tình yêu ơi. Đây là các chị có phải là bộ lỡ cho em nhá. Các chị cứ làm hai ba bộ mình mặc mùa hè, các chị mình mặc cái này siêu phê luôn, và các chị mình mặc đi tập ấy. Mình mặc đi tập cũng đẹp luôn các chị này. Dã man luôn ạ. À. Bộ này em đã bán qua hết mẫu rồi nhưng bây giờ nó lẻ mẫu lẻ size. Được chưa? Các chị comment hộ em là bộ lỡ ạ. Bộ lỡ kèm với số điện thoại ạ. Em bán em chiên các chị luôn ạ. Ngày hôm nay cuối tháng. Được chưa? Bán tặng các chị mình 79.000 đồng. Các chị lên đơn hàng kèm với số điện thoại. Em có 3 size là LXL và 2XL. Đấy nhưng mà nó sẽ có tầm 2 họa tiết nhá. Ngày mai các bác mình cứ chọn cho em được cái size vừa thôi. Chị ơi cấp cái này vào cho em luôn đi. Chọn cho em màu, chọn size vừa, còn kiểu không chọn. Đấy, nó có thể là hình họa tiết là như này hoặc họa tiết cho em mình ở giữa. Đó, các chị ơi em tặng các chị mình có 79.000 đồng cho em ạ. 79k và kèm vào số điện thoại cho em là mình chốt đơn hàng. Ok không? Nó còn nếu mà cả hai mẫu nó còn tầm hơn 100 bộ. Hai mẫu có tầm hơn 100 bộ. Áo lẻ tí em bán sau. Chị Mai vẻ ok em chốt đơn ạ. Các chị cứ lên mã hàng cộng số điện thoại ạ. Trời ơi mẹ rẻ hơn rồi. Chị ơi cuối tháng hôm nay em hoan hỉ thôi. Để chị em bán chiên em bán tặng khách hàng thôi chị ơi. Tại vì giá này em bán lỗ vốn rồi. Đấy mấy lấy xỉ à. Lấy xỉ hôm nay rẻ hơn giá xỉ đúng không ạ chị ơi. Đi lấy thêm đi. Bây giờ mới là chưa vào vụ mà chị. Bây giờ thời tiết nó còn chưa nóng mà. Mấy hôm nữa cái này nóng mà các chị. Bây giờ các chị cứ ôm về các chị mình để cho em. Hứa luôn các chị là chỉ có lãi thôi chứ không bao giờ có lỗ. Nhưng mà em bán trên livestream là những cái nào lẻ sai lẻ mẫu là em bắt cắt mẫu em sẽ bán tặng các chị mình giá rẻ luôn các chị nhá. Được không ạ? Bao nhiêu tiền chị? 79.000 à? 79k cho em. Kèm số điện thoại ạ. Căn ga gối tí em đen sau chị đỗ luôn rồi. Mã hàng cho là bộ lỡ cho em nhá. Kèm số điện thoại cho em mình chốt đơn. B15 em còn ít nhất thôi chị Mến Hào. Ok chị Nguyễn Dung ok em chốt đơn ạ. 79k kèm số điện thoại cho em này. Nó có tầm khoảng là à, xanh than, xanh lá này, màu vàng, màu hồng này, màu đen. Đó, xanh than, xanh lá, vàng, hồng, đen. Hết sạch đỏ đúng không? Hết sạch đỏ rồi. Các chị ơi, hết sạch đỏ em không đọc tên chốt. Tại vì em like rất là nhiều máy luôn. Em like nhiều page nhá các chị nhá. Comment nó ẩn, em không nhìn thấy hết comment của mọi người được. Các chị cứ lên mã hàng kèm số điện thoại. Ngày mai nhân viên thì em gọi chốt đơn hàng các chị nhá. Ngày mai nhân viên em gọi chốt đơn. Áo này là mã gì? Lẻ 2. Áo này là mã lẻ 2. Chị ơi, áo này là lẻ 2 cho em. Em đang có màu gì ạ? Màu trắng này, màu đen này, màu vàng này, màu nâu cho em ạ, 4 màu nhá. Em có 3 size, à 2 size em, 3 size đấy. 3 size à? 3 size
3 size MLXL. 3 size là MLXL, các chị lên đơn hàng kèm theo số điện thoại ạ. Được chưa? Các chị lên đơn hàng và kèm theo số điện thoại cho em mình chốt đơn. Xuất sắc luôn. Các chị nhìn hàng của nó luôn này. Em ơi bao đẹp luôn các chị nhá. Các chị mình chốt nhanh nhanh, em like nhanh, em sợ chỗ em nó mưa to mất điện. Được chưa? Chỗ em đang mưa rất là to, chuẩn bị mưa to lắm. Em bị sợ mất điện như hôm nãy vừa bị mất điện một phát rồi. Không có khổ nữa em tí, chị ơi em ở Tuyên Quang chị đỗ luôn nhá. Lên mã này cho em là bộ gì ạ? À quên, áo này là mã lẻ 2. Lẻ 2 có size các chị 40 cân đến 65 cân ạ, dáng crop top vừa cho em này. Dáng top vừa cho em tặng các chị ngày hôm nay ạ. 100 ạ, 29.000 đồng. Các chị nhá, 129.000 đồng một áo, toàn bộ hàng Quảng Châu cho các chị mình. Toàn bộ hàng xịn sò luôn ạ, dòng mắc đen và dòng tem 2 cho các chị mặc chỉ gọi là sướng trở lên thôi. Các chị mình mặc chỉ có sướng trở lên thôi, 129.000 đồng một áo. Em có 3 size là MLXL. Các chị lên đúng mã hàng và kèm số điện thoại. Comment ẩn quá các chị ơi, dưới 65 cân mã này các chị mình chốt nhá. Áo phông các chị dưới 65 cân, hình này của nó là hình theo cho em này. Hình này của nó sẽ là hình theo. Các chị comment đúng mã hàng và kèm theo số điện thoại. Ôi này, mấy máy đều ẩn hết đây này. Ẩn hết comment rồi. Các chị nhá, lẻ 2 chị Mai Mai ok này, chị Phương Lộc này, chị Huế Bùi ok em chốt đơn hàng. Đấy các chị nhìn màu đen này. Xinh lắm mà chất này nó không bị nóng, không bị bí mồ hôi. Dưới 65 cân em chốt, chị Lê Thị Hiền ạ, B58 á, còn không em B58 hình như còn. Tí nữa bộ lẻ em tặng nốt nhá. Được không ạ? Các bác thả tim cho em cái. Để em lấy động lực ạ. Chị Lê Thị Hiền ạ, chị Lan Ngọc có ạ, bộ lỡ 79 ok chị Hải Yến này. Em không đọc tên chốt nhưng các chị cứ lên mã hàng cho em. Được chưa ạ? Mẹ cái thằng Phạm Thịnh này. Mình chặn cho nó mấy lần lại sao nó cứ vào bài mình nó comment được nhỉ? Em ăn gì mà đỏ môi đỏ thế, em ăn tiết canh. Em vừa ăn tiết canh xong môi đỏ. Anh Phạm Thịnh nhá. Chị Kiên Pha à, Kiên Đặng ok, chị Liễu Hồng có đồ gỗ. Gỗ phản Nguyễn Hà ok, em chốt đơn hàng. Cà phê Thế Trang ạ, à, chị Khanh Nguyễn có, chị Nguyễn Hằng ok này. Lên mã hàng kèm số điện thoại chị nhá. Bộ này à quên, áo này là mã lẻ 2. Lẻ 2 đen trắng ủ, các chị đừng bỏ qua màu nâu nhá. Đừng bỏ qua nâu, bỏ qua vàng. Em thử lên các bác xem cái màu nâu của nó luôn này, nâu của nó là nâu đất. Nâu của nó sẽ là nâu đất cho em này. Lên mã hàng kèm số điện thoại ạ. À. Xinh lắm luôn ấy. Đấy chứ ạ, chất đẹp. Các chị nhìn màu nâu của nó, em mặc size M này. Form dáng vừa, nó không ngắn quá nhá chị nhá. Crop top nhà nó sẽ không ngắn quá cho em. Lên mã lên đơn của số điện thoại cho là mã lẻ 2 ạ. À. Lẻ 2, hình theo nhá các chị nhá, giặt thoải mái cho nó không bị bong hình. Để chạm nó không bị vỡ hình. Chị Nguyễn Thu có, chị Trúc Phương kem chốt đơn hàng. Nào qua mẫu em ơi. Vàng có ít đúng không? Vàng có ít đấy các chị này, em qua mẫu luôn. Để chạm những cái mã lẻ lẻ nó có số lượng của nó mỗi thứ một tí thôi. Mỗi thứ một tí cho em, mỗi thứ một tí. Lên đơn cộng số điện thoại chị Phạm Thành ạ, chị Phạm Tôm Tôm, chị Đinh Hiền ok. Cái đấy á. Hình như chưa phải. Đây. Nhưng mà cái mã này của nó có size số sao ấy. Cái này có SM. Ờ đúng rồi, hàng này của nó là hàng tim đẹp mà. Ừ, sẽ tim này tim đẹp mà. Các chị nhìn là màu này. Cực xinh luôn. Mã hàng này các chị có mày là mã này là mã lẻ 3 cho em. Đấy chứ ạ, lẻ 3 cho em cổ tim ạ, xuất sắc luôn. Đó, lẻ 3 cổ tim ạ, xuất sắc luôn như này. Mã này là lẻ 3 đúng không? Lẻ 3 kèm số đoạn, chuẩn bị cho chị những cái bộ mà ví dụ như là bộ 58 này, bộ gì nó còn sót vài chục bộ đưa đây chị luôn đi. Ngày mai cho các chị chọn cho em size vừa, khách sỉ nhanh tay nhá. Thực sự luôn ạ, tại vì tầm giờ này ạ, không có hàng đâu các chị ơi, tầm giờ này không có hàng gì đâu. Cái gì lẻ lẻ là em sell nốt cho nó gọn đấy ạ. Mã này là cổ tim cho em. Form này chốt đơn các chị 40 cân đến tầm khoảng là 58 cân. 40 cân đến 58 cân đổ với em chốt đơn hàng. Mã này cho là lẻ 3 và kèm với số điện thoại ạ. Lẻ 3 và kèm với số điện thoại cho em mình chốt đơn. Em đang có màu xanh này. Màu này là tông màu nâu các chị nhá. Màu nâu cho em này. Màu hồng này. Đó, màu hồng, màu trắng, màu đen. Tất cả em đang có 5 màu. Em đang có 5 màu các chị nhìn hàng này. Phông cổ tim cho em. Rất là đẹp luôn ạ. Lẻ 3 cho em nhá. 100 ạ. 15.000. Đấy chứ ạ, em tặng các chị giá 115.000 đồng một áo. 115.000 đồng các chị lên đơn hàng cho em. Mẫu này có 3 size SML. Các chị à quên. Ừ đúng rồi, thế 3 size SML thoải mái từ 65 cân. Thoải mái các chị mình từ 40 cân đến 65 cân đổ với em chốt đơn ạ. Lẻ 3 kèm ra số điện thoại cho em là mình lên đơn hàng. 115.000 một áo các chị nhá, áo cổ tim. Thì các chị mình chọn màu chọn size vừa ạ. Lẻ 3 chọn màu chọn size vừa cho em ạ. Chị Như Huệ rồi ok em chốt đơn. Các chị này trắng này. Mã này có 3 size SML. Đẹp lắm luôn, chất sướng các chị này. 3 size SML các chị lên đơn hàng và kèm với số điện thoại cho em. Chất nói chung là không cổ tim này nó đơn giản các chị nhắc, nó rất là đơn giản thôi nhưng mà mặc lên nó đẹp. Đấy, mặc lên nó đẹp cho em ạ. Lẻ 3 kèm số điện thoại cho em 119.000. Chọn cho em màu đen này, màu trắng này,
Để chạm màu hồng này, màu nâu với tông màu xanh, 3, 4, 5 màu. 5 màu cho em là có 3 size SML các chị nhá. 3 size SML. Các chị lên mã sản phẩm cho em là lẻ 3 cộng theo màu với số điện thoại ạ. Lẻ 3 cộng theo màu với số điện thoại cho em là mình chốt đơn. Chị Lê Viên, chị Thúy Thanh, ok em lên đơn hàng ạ. Các chị ơi, có chị cứ lên mã hàng và số điện thoại nhá. Vì comment nó ẩn quá luôn ý. Có chị em nhìn được nhưng có chị em không nhìn được đâu ạ. Có áo cổ tròn không em có, chị Yếu Nguyễn có, Bùi Thị Lâm có đơn. Bộ đấy á? Cay, quên căng nhỉ. Thế luôn là bây giờ mà bán giá đấy thì hơi bị phí luôn đấy. Tại vì bây giờ còn chưa vào vụ. Mình vẫn còn lấy thêm hàng ấy. Mà hàng em vẫn đang nhập. Để em cân đối đã. Đưa chị xem nào. Để em cân đối luôn. Đây chị này, chị nào đã nhận được cái bộ 14 đúng không? Bộ 14 em thề luôn, em mà nếu mà tí mà em bán giá xả là em rất là tiếc luôn. Nhưng mà chắc là em cắt mẫu thì em sẽ không về hàng nữa thì nốt giá hôm nay nhá. Còn có thể là nếu mà chuyến sau em về hàng thì nó vẫn trở lại mức giá bình thường. Được không ạ? Đừng dở đây có gì. Rồi các chị có phải là 03 quần em mà có bán chị Thế Vũ ơi. Đang nào nhận được cái bộ mà B14 rồi, các chị vào cho em xin một cái lời nhận xét ạ. Các chị vào cho em xin một cái lời nhận xét với. Bộ này bộ B14 cho em. Kèm theo số điện thoại nhé chị yêu nhá. Bây giờ không biết là nó còn sai gì. Huyền ơi, Huyền tổng cho chị xem là còn bao nhiêu bộ với. Màu nâu còn 5 bộ. L và 2X. L với 2X. Màu đỏ với màu than. Em bảo này, XL với 2X. Bây giờ các chị ngày mai các chị cứ tìm cho em được size vừa nhá. Chọn cho em một size vừa. Đẹp dã man luôn ý. Các chị nhìn hàng này. Em hơi bị lười mặc lên nhưng để size to. Cái chạm để size to. Huyền ơi, cái nâu này còn size L không? Nâu còn 2 bộ size L và 3 bộ XL. Đâu size L, đây là 2X này. Có một bộ dưới đang treo bộ 2XL là mẫu vậy. Bộ này các chị coi là bộ B14 nhá. Size L đây này. Để chặn B14 kèm số điện thoại cho em. Còn than là đỏ với nâu đúng không? 3 màu này. Còn 3 màu này cho em. Còn tầm 20 bộ. Bộ này hôm trước là có bao nhiêu? 700 bộ đúng không? 700 bộ bây giờ còn 20 bộ. 44 em còn chị Mai Hương. Bộ này các chị có phải là bộ B16 nhá. À B14. B14 và kèm theo số điện thoại cho em mình chốt đơn hàng ạ. Chị ôm cho em xem là chị ơi. Ôm một ít ra đây cho các chị xem mẫu luôn. Mạng lại xoay tròn rồi ạ, à. Chán đổi lắm. Chị ơi, bộ B14 này, thôi em thử mặc các chị xem một bộ nhá. Em mặc màu đỏ lên cho các chị mình xem luôn này. Áo đỏ quần đen. Đây em mặc luôn luôn mẫu đây, em mặc luôn mẫu đây. Các bác thả tim cho em phát nào. Đấy, em mặc mẫu luôn. Tại vì những cái bộ lẻ em hơi bị lười mặc ấy. 3 màu, size số của nó cơ bản là bây giờ nó đang lẻ size. Đấy, lẻ tuê tuê rồi các bác ơi. Lên mã sản phẩm cho là bộ B14 nhá. Kèm theo số điện thoại ạ. Là bung rồi. Mở bung bét rồi. Này, khá biết nó còn cái gì đây này. À, hãng nó đẹp như thế này luôn ạ. Xả bây giờ giá xả này. Hôm trước này kệ là bán bao nhiêu tiền nhá. Đấy chạm B14 cho em. Mình còn 20 bộ. Cái gì vậy? Bán bao tiền? Con này, em bảo con này các bác nhà nhận được hàng các bác cứ vào cho em xin cả chút bách. Thế luôn là bây giờ em bán em hơi tiếc ấy. Đầu 1 nhá. Được không ạ? Giá đầu 1 luôn ạ. À. Thôi tặng đi, tặng đi. Được chưa? Lâu lâu em cũng không bán bộ này và chắc chắn là mã này em sẽ là nếu như em mà bán xả em sẽ cắt mẫu và không về hàng nữa. Được chưa? Em sẽ cắt mẫu và không về hàng nữa. Bộ này các chị có phải là bộ gì ạ? B14 nhá. Các chị chọn cho em tông màu nâu này. Màu xanh tham với tông màu em mặc là màu đỏ. Nâu xanh tham với đỏ. Các chị lên đơn hàng cho em là bộ B14 và kèm theo số điện thoại cho em. 100 ạ. 89.000. Được không? 189.000 đồng một bộ cho em ạ. Lên đơn hàng kèm số điện thoại chị nhá. Chị nào nhanh mình được ạ. Thật sự luôn ạ, em còn tầm 20 bộ thôi. Em còn tầm 20 bộ thôi ạ. B14 cho em. Thôi hết rồi. Comment nó ẩn, bây giờ em gạt phát màn hình lên mà các bác chốt cứ dài dạc cái này luôn. Ở cái máy này rất là nhiều, gần 2.000 người xem này. Đấy chị ạ, gần 2.000 người. B14 ạ. Máy bên này là line này của nó là cái này là page mới. Cái này page mới cho là ít người xem hơn ạ. Cái line này em thấy luôn, cái bên này là gần 2.000 người xem này. Hết luôn các chị nhá, hết luôn cho em. Đấy chị ạ, hết luôn cho em như này. Quên đã lấy chị bộ kia luôn. Đã thế mình chuyển luôn bộ kia đi. Ngày mai chị nào không thích màu này các chị chuyển sang màu kia luôn cho em. Được không ạ?
B14 cho em 189.000 đồng một bộ cho em ạ. Các chị đang mua giá lẻ, giá hãng của nó 405.000. Các chị nhá, đang mua giá lẻ là 405.000 đồng ạ. Ngày hôm nay em tặng các chị ạ 189.000 đồng một bộ cho em. Đó, lên mã sản phẩm cho là B14 kèm điện thoại em bảo rồi. Ngày hôm nay ạ, không cần lãi. Đấy chưa ạ, bán hết, bán dốc, bán gọn. Đấy chưa ạ, bán hết, bán dốc, bán gọn cho em ạ. B14 kèm số điện thoại cho em, mình chốt đơn. Ngày mai các chị mình chọn màu, chọn size vừa cho em nhá. Mình chọn màu, chọn size vừa cho em ạ. Đẹp dã man luôn như này. Đấy chưa ạ, bộ này, các chị này. Em bảo rồi, cứ gọi là siêu phẩm luôn. Cứ gọi là siêu phẩm luôn. Tiếp theo cho em ạ, ép tua nhanh. Tại vì cái mã này không còn nhiều đâu. Những cái mã này sẽ không còn nhiều. Tiếp bộ này cho em. Các like ạ, các nhà khác vẫn đang bán giá rất là cao. Tại vì bây giờ nó chưa vào vụ ấy. Được chưa ạ? Bây giờ mới đang gọi là bắt đầu vào thời tiết là vào hè. Những cái bộ này đang bán rất là chạy luôn. Nhưng mà ngày hôm nay nhà em Loan sẽ xả hàng. Được chưa ạ? Ngày hôm nay nhà Loan sẽ xả hàng. Bộ này là cái bộ gì đây? 08 đúng không? Ờ. Rồi, chia sẻ like cho em bác. Thả tim nào các bác ơi, tim đâu? Thả vung bét cho em cái nào. Thả vung bét cho em cái. Em bảo rồi, càng đông người xem em càng xả giá rẻ luôn. Nào, lấy bộ lỡ luôn à. Bộ lỡ luôn à, em Loan không câu view đâu nhá. Còn bao nhiêu bộ em kỷ niệm hết cho nó gọn kho, sạch kho luôn. Mã này các chị comment là bộ này là bộ gì ạ? B bao nhiêu? B08 đúng không? Chị nhớ không nhỉ, là bộ B08 này. B08 bật cái số điện thoại cho em. Trời ơi, cái bộ này thì gọi là đẹp nhất cái nét luôn. Đủ size số luôn các chị nhá, đủ size ạ. Ui rồi ôi ạ, rẻ gần 40.000 à. Đấy là giá nhà em đấy, còn giá bên ngoài chứ các chị mua rẻ tiền trăm luôn. Đấy chứ ạ, các chị được rẻ tiền trăm luôn. Mã này cho em là B08 ạ. Chọn cho em màu xanh lá này, em mặc là xanh lá chị nhá. Còn đây là tông màu đỏ. Tông màu đỏ cho em này. Và tông màu vàng, có 3 size ạ, L, XL và 2XL. Đó, B08, cách số điện thoại cho em là mình chốt đơn nhá. Kỷ niệm các chị ạ. 189.000 đồng một bộ. 189.000 đồng cho một bộ, các chị lên chuẩn mã hàng và kèm theo số điện thoại cho em. Không đẹp không lấy tiền luôn. Thế luôn các bác ạ, giá này gọi là giá giao lưu đấy, giá giao lưu. Đấy, xỉ lẻ nhanh tay cho em nhá. Xỉ lẻ mình nhanh tay, bộ này là bộ B08 ạ, chọn cho em size L, XL và 2XL. Chỗ đơn các chị mình cứ từ khoảng là 44 45 cân đến 65 cân đổ về. Thế gì? Không. Cái đấy là vừa mới về xong. Chị đưa cho em cái bộ lỡ đi. Bộ này là bộ B08. Chị ơi, B08 cho em, chọn cho em màu xanh này. Chọn cho em tông màu đỏ này. Để chị ạ, đủ size, đủ màu luôn. Đủ size, đủ màu. Nhưng mà vẫn bán các bác được giá này. Để chị ạ, và đảm bảo luôn ngoại trường không có. Các chị nhá, và có giá rất là cao luôn. Có giá rất là cao luôn ạ. Toàn bộ chất của nó là chất u mì cho em. Toàn bộ chất u mì cho em ạ. Rất là đẹp luôn các chị nhá. Nhìn cho em toàn bộ hàng hãng luôn các chị này. Toàn bộ hàng hãng luôn ạ. Lên đơn hàng cho là bộ B08 ạ. Kèm số điện thoại cho em 189.000 đồng các bác mình ạ. Đã chốt được các bác cứ làm mấy bộ đi. Đấy chứ ạ, các bác cứ làm mấy bộ. Tại vì giá này các bác đi lấy xỉ không có luôn. Đấy chứ ạ, giá buôn không có luôn ấy. 189.000 đồng cho em ạ. Lên đúng mã hàng và kèm theo số điện thoại các chị nhá. Tí em lên phông có cổ sau, các chị mình cứ từ từ ạ. Các chị mình cứ từ từ cho em. Đẹp nhờ, màu đỏ này. Để chị ạ, chọn cho em tông màu đỏ cho em. Áo màu nào thì viền quần của nó sẽ là màu đấy nhá các chị nhá. Áo màu nào viền màu đấy cho em ạ. Dụ áo màu đỏ thì cái nó sẽ có một cái họa tiết màu đỏ như này. Để chị ạ, màu xanh nó sẽ có hình màu xanh. Màu vàng nó sẽ có hơn một chút màu vàng cho em. Lên mã hàng kèm với số điện thoại là bộ này là bộ B08 ạ. B08 189.000 đồng các chị ơi. Cả bộ nhá chị nhá, chứ không phải nguyên một cái áo hay nguyên một cái quần đâu. Đấy, dưới 65 cân đổ em chốt đơn này. Chị Nguyễn Phương ok này, xanh này, 62 cân mét 60 có đơn. Chị Trịnh Lý có, Nguyễn Thảo Nguyên, Trần Hoa có, Xuân Trương, Thảo My có đơn ạ. Kim Cúc Mạc ok em chốt đơn ạ. Bộ B08 các chị yêu. Ôi em mà đọc hết đêm các chị được là em hết hơi luôn. Các chị cứ lên mã hàng một kèm số điện thoại cho em nhá. Chị Nguyễn Tuấn, chị Nguyễn Yến ok. Ôi rồi ôi các chị này, giá này thì các bác còn phải lăn tăn cái gì nữa đúng không? Nhà mình còn bao nhiêu bộ nữa? Nhà mình còn bao nhiêu bộ nữa? Còn được mấy trăm? Đến 300 không? Còn sót đến tầm 300 không? Còn 300 bộ bộ 08 nữa. Em còn 300 bộ 08 nữa cho các chị giá này nhá. Được chưa ạ? Giá ngoại trường vẫn đang là trên dưới 400.000, sấp xỉ 400.000 một bộ cơ. Sấp xỉ 400.000. Được chưa ạ? Giá này giá em ôm sale. Em ôm được giá sale em tặng các chị 189.000 đồng ạ. B08 nhá các chị nhá. Chị Hoàn Nguyễn em nhìn thấy chị ơi. Chị cứ lên mã hàng với số điện thoại cho em là mình chốt thôi chị ạ. Máy nhà em khắc lên đơn.
Chị Ngọc Bích comment mã hàng với số điện thoại chị ơi. Chị Đỗ Thị Huệ có ạ, chị Thu Hương ok chốt đơn ạ. B gì? B08 đúng không? Chọn trên màu vàng này. Chọn trên tông màu vàng ạ. Dã man đẹp luôn. Anh thử các bác luôn xem cái tông màu vàng của nó luôn nhé. Đấy, bộ đấy nhưng mà. Hay là tối nay những cái gì kể cả bộ lỡ bộ lẻ mình xả hết nhở? Cho nó vui nhở? Cuối tháng cho rực rỡ nào. Cuối tháng cho nó rực rỡ nhưng mà chỉ sợ xả rẻ quá các lại kiện thôi. Nào bộ Quảng Châu đâu? Các bác nào thích bộ Quảng Châu ạ? À, thả tim cho em phát. Thả tim cho em phát, em lên bộ Quảng Châu size to luôn. Bộ Quảng Châu kia thôi. Nào lấy chị mã bộ Quảng Châu của cái bộ B gì BBM B gì 826 rồi đấy. Nó sẽ có size to. Đây là bộ 0 là bộ 08 này. Này lên sao ạ? À? Hôm nay mày đấy. À đấy, hôm nay có bộ mới về mà chị quên đấy. Ôi giời ơi. Hôm nay có hàng mới về mà em quên mất, em quên mất. Các chị ơi, các chị có lên mẫu bộ B08 cho em đảm bảo các chị nhận được hàng các chị sẽ ưng chất của nó. Để chạm nhận được hàng các chị mình sẽ ưng chất của nó luôn ạ. B08 kèm theo số điện thoại trên tông màu vàng này, áo màu vàng quần màu đen cho em. Áo vàng quần đen này, áo xanh quần đen và áo đỏ quần đen, tất cả em nó có 3 màu các chị nhá. 3 màu xuất sắc luôn ạ, cổ bọc viền cho em này. Cái cổ áo này toàn bộ hàng đẹp cho các chị mình. 189.000 một bộ cho em. Đấy không ạ? 189 ạ. Các chị đen chuẩn mã hàng và cộng số điện thoại chị yêu nhá. Nhớ cho em ngày mai nghe điện thoại nhá, không có bỏ sót là mình hết cơ hội luôn. Vì hàng này không phải lúc nào em cũng nhập được. Đấy chứ, không phải lúc nào cũng nhập được, giá nó rẻ như thế này. Hàng ôm sale các chị nhá, hàng ôm sale cho em ạ. Lên mã lên đơn cộng số điện thoại ạ. Chị Thế Vũ ạ. Loan Đặng chốt đơn D. Chị Nguyễn Tụ ok này. À, cảm ơn chị Nguyễn Thị Thực nhá. Lên mã hàng cho là bộ này là bộ B08 ạ. Đẹp xuất sắc luôn, em cảm ơn chị. Rồi mất mấy triệu với nhà em Loan rồi. Ok tình yêu. B08 ạ. 189 nhỉ. Rẻ quá mức độ luôn. Nói chung là bán cứ run. Tại vì là bán rẻ quá mà vụ không biết mình có nhập được giá này nữa không. Nếu chẳng mấy hôm nữa nóng lên là lúc mà vào vụ là không biết là mình có nhập được giá này nữa không. Bây giờ bán cho các chị được giá này. 212 215. Thôi lấy cho chị mã đi. 212 chứ. Bây giờ cái bộ lỡ nhà mình còn cái gì nào? Loan này cái bộ này về 2 nã. Chị ơi chị cho em hỏi nhá. Cái bộ 202 nhà mình, bộ 202 nhà mình còn hàng không? 202 là bộ lỡ đúng không? Nhưng mà các chị ơi em bảo này, nếu mà bây giờ ví dụ như là em bán rẻ hơn một chút ý, thì các chị nào mà chưa nhận được hàng liệu các chị có kiện em không? Em sợ vẫn nhất vấn đề đấy luôn. Đấy, em sợ nhất cái vấn đề đấy luôn ấy. Chỉ sợ bác nào mà chưa nhận được hàng là các bác thấy hôm nay em xả rẻ hơn lại bom hàng của em là tội nghiệp em lắm. Em cứ bộ 202 ở chỗ cái Huyền kìa. Đấy trước mặt cái Huyền đây này, nó là cái bộ này này. Đấy. 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 Đấy gì? Ừ. Được chưa? Cho cô bống ra bán hàng đi, nó ra bán hàng thì chị ơi chất này mát mà chị Nguyễn Tuyết. Bộ này em bán là từ đông đến hè luôn. Đấy chứ ạ, từ đông của nó là dài tay, chất nó sẽ dày hơn, còn mùa hè chất nó sẽ mỏng hơn, nó mát hơn chị nhá. Còn mùa đông phải làm chất liệu dày nó sẽ ấm. Đấy bộ này là bộ B02 à B08, B08 nó sẽ là cổ bẻ và áo cộc tay và quần dài, cổ bẻ cộc tay quần dài cho em ạ. Đây màu xanh nha chị này. Chị nào vừa hỏi là màu xanh ấy nhỉ? Đưa em màu xanh đây. Chị ơi ba màu cho em, màu nào cũng đẹp mà. 189.000 đồng cả một bộ các chị nha, mà các chị đang mua ngoài bao nhiêu tiền? Bao tiền ạ? 495. Đấy là giá cài, nhưng mà chắc chắn các chị đang mua mức giá là trên 300.000 một bộ. Được chưa? Các chị đang mua mức giá trên 300.000 một bộ cho em ạ. Lên mã sản phẩm cho là bộ B08 các chị yêu nhá. B08 ạ, chọn cho em màu xanh này. Xanh lá màu vàng với tông màu đỏ. Đó, xanh lá vàng với tông màu đỏ các chị lên mã hàng cho là B. Úi giời, ôi rơi rồi. B08 mà kèm số điện thoại ạ. Đẹp xuất sắc luôn. Đó, B08 kèm ra số điện thoại cho là mình chốt đơn. Giống nhau mà. 21212. Hai một hai hết mà. Ừ, một hai như thôi. Không phải kiểu dáng tay của nó là tay kia, tay rơi. Tay rơi. Tay rơi đúng rồi, nó giống như kiểu một bộ 65 ấy. Bọ chó. mấy hôm nay ổn sao ấy. Đây các chị nhá. Bộ 65 đi em ạ, chị đợi nửa tháng rồi em Loan xinh gái ơi. Chị ơi bộ B65 bây giờ em chỉ lẻ sai thôi, nó không có đủ sai, đang đợi hàng nó về. Em đợi hàng về. Lên phong PC2 đi chị ạ, à? Đợi chị tí nhá, áo dài Thu Hường ơi. PC2 nhà chị vẫn còn. Chị Nguyễn Hòa ok này. Xin chào buổi tối quý vị nhá, nếu xả rẻ
Mua nữ à? Ôi giời ơi, nhà em chỉ có rẻ trở lên thôi. Địa chạy chỉ có rẻ trở lên thôi. Áo cổ tim là cái gì chị? Chị Hà Nguyễn ok, chị Sang Hóa ok, em chốt đơn ạ. Mã hàng trên là bộ này là bộ B08 nữa chị nhá. Chọn cho em màu xanh nữa chị này, xanh lá. Một màu xanh lá cho em. B08 ạ, à, đừng cho địa chỉ trên like chị ơi. Không sao, hôm nọ chị bán chị tận 230, không sao đâu gì. Đúng không? Thế thì chị mình thông cảm nhé chị nhá. Tại vì em bây giờ em không còn nhiều ấy. Đấy thì hôm hàng mới về thì chắc chắn là giá của nó là đủ size, đủ số và số lượng nhiều thì giá sẽ khác. Nhưng bây giờ ví dụ như là hôm này em nhập 1.000 bộ, nhưng bây giờ nó chỉ còn tầm 20 bộ chẳng hạn như thế, thì em chắc chắn là em sẽ bán rẻ nốt để em cắt gọn mẫu, để cho nó gọn mã để em chuyển sang mã mới, thì giá nó sẽ rẻ hơn. Được không chị mình? Chị mình thả tim cho em đi. Được chưa? Nếu như hôm nay chị mình nào mua được rẻ hơn, các chị mình thả tim cho em. Đây chị ạ. Em cũng không biết là bộ này em còn bao nhiêu bộ này. Đủ size nhưng còn ít đúng không? Hôm trước nó có 3 dàn. Đấy chị ạ, nó có 3 dàn. Nó có tổng khoảng là 1.500 bộ. Đấy chị ạ, 1.500 bộ. Nhưng bây giờ nó chỉ còn dư khoảng là hơn 100 bộ nữa. Bộ này là bộ B202 nhá. Chị nào nhận được bộ B202 quần lỡ, các bác vào cho em xin feedback ạ. Nhưng bán rẻ quá thì tiếc. Bán rẻ quá thì tiếc. Được các bác? Thôi kệ nhá. Thôi kệ nhá. Thôi ạ, cuối tháng hôm nay ạ, mình cứ hoan hỉ một hôm cho nhau nhá. Nhưng mà bác nào đặt được đừng bom nhá. Bác nào đặt được đừng bom, tại vì rất là nhiều người đang muốn đặt mà không được ấy. Đang muốn mua không được ấy, tại vì là em không còn số lượng nhiều ấy. Bộ này các chị lên đơn hàng là bộ B202, chuẩn bị luôn bàn phím cho em luôn để bấm nào. Cố lên các bác, bấm thật nhanh để mình chốt đơn nhá. Thấy ngày nào hai cô đơ. Ngày nào cũng đơ. Mày phải làm cho bọn tao liều và tao skill feel nhiều cái trang. Nhưng mà bộ này xem hôm trước mình bán bộ này bao nhiêu tiền? Tại vì bộ này mình bán mình cộng quá thấp luôn. Giá hãng của nó rất là cao. Đây các chị này. Xịn lắm các chị ơi. Bộ này của nó là hàng của HH cho em các chị nhá. Đẹp chưa? Các chị nhìn cho em màu cam của nó này. Xịn đẹp 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 luôn ạ, à, bộ B202 ạ. B202 và kèm theo số điện thoại cho em mình chốt đơn. Em bảo rồi ạ, à, hàng của nó các chị không phải suy nghĩ về chất lượng luôn. Các chị chỉ cần chọn màu ạ, à, chọn size vừa cho em ạ. Nói chung là vẫn đủ size số các chị nhá. Vẫn đủ size số, hôm trước các chị mua bao nhiêu ạ à? Bây giờ bỏ qua vấn đề đấy đi nhá. Bỏ qua luôn. Được chưa? Bỏ qua vấn đề là hôm trước là chị đang mua bao nhiêu tiền ngày hôm nay em bán rẻ hơn là chị lại gọi là chị ghét em ấy nọ kia nhá. Thôi bỏ qua cho nhau. Dạ, cuối tháng ạ, mình hoan hỉ ạ. Các chị lên mã này cho em là bộ gì ạ? Bộ B202 ạ. Em có MLXL3 size. Được chưa? Chốt đơn các chị từ khoảng là 45 46 cân đến 65 cân đổ về. 46 cân đến 65 cân đổ về em chốt đơn hàng ạ. Mềm lắm. Chất có sướng lắm các chị ạ. Nào sửa giá nào. Chọn cho em ạ, tông màu đỏ này. B202 chọn màu xanh lá cho em này. B202 màu xanh than ạ. B202 mặc màu vàng các chị nhắc, màu vàng cho em này. B202 cho em ạ, tông màu đen. B202 cho em ạ, tông màu bò này. B202 cho em ạ, tông màu cam. Các chị comment chuẩn mã hàng cho là bộ B202 cộng số điện thoại ạ. Giá bán ngày hôm nay ạ 100 ạ. Bao tiền cả bộ nhá, 165.000. 165.000 đồng một bộ cho em. Em hứa luôn ạ, chốt trong vòng đúng ạ, đến 10 giờ sáng ngày mai là hết hàng. Tại vì nó không có nhiều mà khách xỉ, nếu mà giá này khách xỉ gọi là gần như là ôm hết đấy. Nhưng mà em bảo rồi ạ, cái này em chỉ chốt cho khách lẻ chị nhá. Em chỉ chốt cho khách lẻ thôi. Đấy, cho các chị được mua giá rẻ như thế này ạ, 165.000 cả bộ cho em hàng hãng các chị nhá. Lên mã sản phẩm là bộ B202 ạ. Các chị chọn màu, chọn size vừa, nó vẫn có đủ size số là MLX. Các chị vẫn có đủ size số là MLXL. Các chị comment chuẩn mã hàng và kèm theo số điện thoại cho em là mình chốt đơn bộ B202 chị này. B202 cho em. Đấy, chất của nó quá đẹp luôn ạ. Hàng này các chị này. Cái logo của nó là theo cho em nhá. Cái chữ ấy, chữ là chữ theo cho em. Logo theo cho em, không phải in hay dán. Các chị là giặt máy thoải mái ạ. Các chị mình giặt máy thoải mái cho em. Các chị chọn màu và chọn size vừa cho em các chị nhá. Co giãn sướng và chất nó rất là mát. Chị Trịnh Vân có, chị Thi Vũ có, chị Nhân Nhàn Trần nữa. Ok các chị này. Tất cả của nó là áo màu và quần đen, trừ màu xanh than nhé chị nhá. Trừ màu xanh than của nó sẽ là áo màu xanh than và quần màu xanh than. Đấy em bảo rồi, trừ riêng màu xanh than của nó ra thì áo màu xanh than và quần nó cũng là màu xanh than, còn các màu khác ấy, thì nó đều là quần đen hết.
Cái chạm nó đều là quần đen hết cho em ạ. Chất nó mướt mượt luôn. Các chị ơi về các chị cứ sờ cái chất của nó ấy, nó rất là mềm, mát tay. Để chạm mềm mát tay luôn ạ. Chuẩn hãng cho em là các chị này. Chuẩn hãng cho em là thời trang hàng cao cấp. Chị đưa cho em cái túi mát của nó luôn đi. Cho khách hàng xem gần luôn các chị nhá. Khách hàng xem gần luôn này. Lên mã lên đơn cộng số điện thoại cho là bộ B202. Chị Thịnh Nguyễn ok, chị Nguyễn Thêu, chị Hà Giang ok, chốt đơn hàng ạ. B202 các chị trình chọn màu chọn size vừa nhá. Chọn màu chọn size vừa ạ. Lên đơn hàng và kèm số điện thoại comment nó ẩn quá các chị ạ. Thực ra giá này em bán tương tác với các chị thôi. Thì trả giá tương tác với các chị mình thôi. Hàng hãng như này bây giờ nhập hàng còn khó. Bây giờ nhập hàng còn khó mà giá em bán ra các chị nó quá là rẻ, chỉ bằng cái áo phông bình dân. Đấy chạy, chỉ bằng một cái áo phông bình dân mà bây giờ các chị được mua cả bộ như này. Bộ B202 chị nhá. Kèm số điện thoại là mình lên đơn hàng ạ. Đấy, cứ áo màu xanh quần màu đen các chị này. Áo xanh quần đen này, áo đen quần đen, áo vàng quần đen, áo cam quần đen, áo đỏ quần đen này, và áo màu bò quần đen. Các chị nhìn hàng giúp em mới ạ. Toàn bộ hàng thời trang cao cấp này. Toàn bộ hàng thời trang cao cấp này. Để chạy chất vải đặc biệt, thoáng mát, co giãn tốt, không xù, không màu, không nhầu này. Để và sang trọng luôn ạ. Theo tiêu chuẩn ISO ạ, hàng đã đăng ký và thương hiệu bản quyền cho em. Đấy chạ, đấy là cái thương hiệu, toàn bộ hàng thương hiệu độc quyền cho các chị mình. Đấy, rất là sướng luôn. Và các chị về các chị có thể check giá hàng xem là bộ này đang bán lại hiện tại bao nhiêu tiền. Và hàng này bây giờ em tặng các chị nhá. Giá các chị ngày hôm nay sẽ là 165.000. Đấy chạ, giá các chị ngày hôm nay sẽ là 165.000 đồng một bộ cho em. Cả bộ nha các chị yêu. Các chị nhìn hàng này. Bộ gì ạ? B202 ạ, kèm số điện thoại ạ. Xuất sắc luôn. Đấy chạ, nó đẹp xuất sắc luôn như này. Các chị nhá, đây màu đen. Thử các bác ngôn màu đen này. Chị nào thích màu đen lên luôn màu đen. B202 cho tông màu đen và kèm số điện thoại cho là mình chốt đơn ạ. Chị Vũ Thuận, Nguyễn Thanh Thanh ok. Các bác vào cho em xin lời chia sẻ nhé chị yêu nhá. Tí em lên áo phông sâu, áo phông thì em rất nhiều. Cả phông có cổ, phông cổ tròn. Đây tông màu đen cho em này. Áo màu à. Cái viền này nó sẽ theo ạ. Sẽ theo như nhau như này chị nhá. Đây em đang mặc cái bộ màu vàng thì viền quần nó là màu vàng. Đang mặc màu vàng thì viền quần màu vàng, còn áo màu đen thì viền đỏ cho em. Được chưa ạ? Nó sẽ theo cả set này cho em này. Bộ B202 ạ, màu đen kèm số điện thoại chị yêu nhá. Chị Ánh Dương lên mã hàng đấy chị ơi. Em bảo rồi ạ. Sao chị không được chốt đơn ạ? Chị ơi chị cứ lên số điện thoại đi, tại vì comment nó ẩn ấy không thể nào đọc tên từng người một được. Máy thì em vẫn đang nhận đơn đấy chị ơi, cứ có mã hàng với số điện thoại là máy nó nhận đơn. Đấy chị lên đơn cổng số điện thoại giúp em với ạ. Lên đơn kèm số điện thoại cho em. B202 chị nhá. B202 ạ, cách số điện thoại các chị mình chọn màu thoải mái, chọn size vừa thoải mái cho em. Đấy, lúc nào nhân viên nhà em gọi chốt đơn thì em sẽ tư vấn sau. Đồ gỗ Nguyễn Hà rồi ạ, chị Đào Thi có ạ, chị Hà Bùi ok, chị Lan Nguyễn có đơn ạ. Lên mã hàng cũng số điện thoại đấy các chị, nhìn màu vàng bên ngoài đó là vàng đậm nhé chị nhá. Các chị mặc rất là tôn da luôn. Đây tông màu đỏ trên là áo đỏ quần đen. Áo đỏ quần đen ạ. Sao dạo này làm sao mà không thấy like đến đâu, Facebook có giảm tương tác đấy chị Hải Anh ơi. Cho Facebook giảm tương tác đấy. Nhiều khách quen thì em không nhìn thấy comment, không nhìn thấy like của em luôn ấy. Mà em không nhìn thấy comment của mọi người ấy. Em phải cứ đứng gần để em cố gắng xem được cái like nào, cái comment của từng người để em xem là mọi người comment cái gì đây này. Đây áo đỏ quần đen đây. Áo đỏ quần đen cho em ạ, lấy hộ em áo phông chị ơi. Áo đỏ quần đen đây, nhanh cho em. Giá tốt cho các bác ngày hôm nay. Chị Loan ơi, nay chốt đơn rồi, giờ em gửi em dồn đơn B202 được không? Thu Tiên ơi, không dồn được đơn nữa. Tại vì chốt đơn là đi đơn rồi em nhá. Gửi đơn rồi, không dồn được. Hôm nay mình đặt đơn khác đi. Đấy chứ ạ, tại vì hôm nay mình được mua giá rẻ này thì tiếc gì tiền ship đâu hả em. Đấy, mình cứ chốt đơn thoải mái đi. Tí nữa xem mã nào ưng thì mình gửi đơn luôn một thể nhá. Chị Phạm Thành có, chị Thu Tuyên ok, em chốt đơn ạ. Mã này cho là bộ B202 chị nhá. Các chị có cái màu, em thấy cái màu cam đậm với màu vàng bò này cũng đẹp này. Để cho các chị màu đỏ, màu bò này cũng đẹp các chị nhá. Và đây là màu cam cho em này. B202 cho 165.000. Lên nhà lấy được, chị Phạm Quỳnh ơi, mình lên nhà mình lấy được nhá. Chị Phạm Thành ok, em chốt đơn ạ. Eo mong mãi mà không thấy vậy buồn quá. Chị ơi em like ở bên, đa số em like ở bên pet Hoàng Loan thời trang giá rẻ cơ. Còn pet này ít khi em like lắm chị Hải Anh ơi. Đấy. Chị kết bạn ở bên pet kia đi. Pet kia em like thường xuyên hơn là bên pet này. Chị Hà Nguyễn ok, chốt B202. Chị ơi đỏ size L có, MLXL 3 size nhé chị nhá. Nào qua mẫu chị ơi. Tiếp theo cho em này. Lên bộ mới. Em lên bộ mới luôn nhá. Bộ này là bộ B212. Bộ này là quần đùi mẫu mới về. Có 3 size MLX này. MLX hay ML vậy? MLXL à? MLXL. MLXL. Nào treo màu ra nào. Bộ này nghe nói đang rất là hot luôn. Đúng không?
Bộ này đang rất là hot luôn các chị yêu. Đó, bộ này là bộ B212 nhá. B212 cộng số điện thoại em có 4 màu và có 3 size là MLXL. Tay của nó hơi cánh rơi cho em, rất là thoải mái luôn. Bộ quần đùi cho em như này các chị này, chất toàn bộ là chất u mì cho em nhá. Thì chất toàn bộ chất u mì cho em. Bộ này các chị có mày là bộ B212 kèm số điện thoại ạ. Nói chung là cái form này các chị tầm 48 cân đấy nhỉ. 48 cân ok chưa? Tại vì tay của nó hơi cánh rơi. 48 cân đến 65 cân đủ với em chốt. 48 đến 65 cân đổ về chút đơn hàng. Thì là bộ này là bộ B212 nhá. Các chị mình chọn màu cho em ạ. B212 chọn màu và chọn size vừa. Em đang có 4 tông màu. Nhiều màu đấy. 1, 2 này 3, 4, 5 màu cơ à. Xanh ghi có 5 màu cơ mà. Đây chị ạ, có 5 màu cho em. Lên mã sản phẩm thì là bộ B212 kèm số điện thoại ạ. Đẹp quá này các chị này. Em ơi các chị ơi, màu đen này xuống đời chưa. B212 cho em. Xanh này lạ. Em ơi, em thấy bộ này bên ngoài giá rất là cao luôn ấy. Giá cao lắm, dưới 65 cân em chốt nhé. 48 cân đến 65 cân. 48 đến 65 cân ạ, à, bộ B212 ạ. B64 em còn, chị Hoa Khương ơi, có bộ dài không em á? Có bộ dài chị ơi, có bộ dài. Các bác nhìn hàng này, quá xuất sắc luôn ạ. Đây là màu ghi cho em các chị nhé, màu ghi này. Và đây là màu than cho em này. Bộ này B212 nhá. B212 cho em ạ, tông màu xanh than kèm số điện thoại. Còn đây là màu xanh cổ vịt này. Màu than, màu xanh cổ vịt này. MLXL3 size, bộ đùi, áo cộc tay và tay cánh rơi cho em. Tay của nó hơi hơi kiểu là tay cánh rơi ấy. Rất là đẹp luôn mà dễ mặc các chị nhá. Đây là màu xanh than. Cả bộ cho em rất là xuất sắc luôn ạ. Bộ B212 ạ. Đây xanh than này, còn đây là màu xanh cổ vịt ạ. Đây là tông màu xanh cổ vịt. Các chị chọn màu, chọn size vừa cho em nhá. Dưới 65 cân nhỉ. Bộ B64 em còn. Đây là bộ B212 ạ. 100 ạ. 99.000 đồng một bộ nhá. Để chạm 199.000 đồng cho em. Các chị không nghe nhầm luôn. Các chị mua bộ này bên ngoài là hơn 400. Hơn 400.000. Em tặng các chị 199.000 đồng một bộ cho em ạ. Các chị có mày là bộ B212 và kèm theo số điện thoại cho em mình chốt đơn. Được không ạ? Quá đỉnh luôn bộ này nhá. Cho chị bộ B64 màu nâu nhé. Ok chị ơi, lên số điện thoại chị ơi. Bộ này là bộ B212. Các chị mình chọn màu và chọn size vừa. Để chọn màu, chọn size vừa cho em ạ. Hoàn toàn của nó, các chị nhìn hàng đẹp này. Để chạm các chị nhìn hàng của nó đẹp xuất sắc luôn ạ. B212 cho em nhá. Chọn cho em tông màu ghi này. Cái màu nào cũng đỉnh luôn ý. Để chạm màu nào cũng đỉnh luôn. 199.000 đồng cho em cả bộ như này. Đẹp xuất sắc luôn ạ. B212 cho em. Ê ơi này, sao bộ này lại vừa đẹp vừa rẻ vậy. Vừa đẹp vừa rẻ vậy. Cháy hàng trên mọi mặt trận luôn. Đấy, mà giá bên ngoài không hề rẻ một chút nào các chị nhá. Không hề rẻ một chút nào luôn. Em tặng các chị bộ B212 là 199.000 đồng cả bộ cho em như này. Bộ của nó là áo cộc tay và quần đùi. Bộ áo cộc tay quần đùi, màu này em mặc là màu nâu nhá. Còn đây là màu xanh cổ vịt cho em. Đây màu xanh cổ vịt cho em như này. Màu rất là xinh luôn ạ. B212 cho em màu xanh cổ vịt. Các chị chọn màu cho em nhá. Đẹp nhức nách luôn ạ. Cho em xin giá chị ơi, 199.000 đồng một bộ ạ. Chị Ngô Thị Cải nhá, 200 một bộ. 200.000 một bộ và có 3 size là MLXL. 3 size MLXL, các chị lên đơn cộng số điện thoại cho em. Màu nào cũng xinh luôn. Đây các chị em thử cái màu xanh cổ vịt của nó này. Xanh cổ vịt thì cũng đẹp, màu mới. Lấy hồi em cái chân váy hôm nay mới về ấy. Cái chân váy tối qua mới like ấy. Ừ, chân váy một tối qua like với lại là cái áo mã mới về hôm nay ấy. Để tính chọn cuối lên. Để lấy những cái mã lẻ cuối cùng lên đi. Đây là bộ màu xanh cổ vịt. Bộ B212 màu xanh cổ vịt cho em. B212 màu xanh cổ vịt. Các chị lên đơn hàng kèm với số điện thoại ạ. Màu đẹp nhở. Xanh đẹp. Màu đẹp, màu nào cũng đẹp luôn ý. Chị hàng fan có ạ. Bộ đùi 299 còn không em á, bộ đùi nào 299 nhỉ? Chị Hoa Bùi rồi ok em chốt đơn ạ. Chị Luyến Nguyễn có ạ, chị Loan Hà có đơn ạ. Bộ B212 chị nhắc comment đúng mã hàng giúp em với ạ. B212 các chị tùy chọn màu chọn size vừa. Chị Hoàng Liên có ạ, chị Hương Ngô có ạ, chị Nguyễn Hoa ok em chốt đơn ạ. B212 kèm em số điện thoại ạ. Đây màu xanh than các chị này. Đây màu xanh than cho em. B212 ạ, màu xanh than ạ, kèm theo số điện thoại cho em mình chốt đơn hàng. Xuất sắc luôn nhé. Chữ của nó chữ theo cho em. Chữ của nó hàng theo cho em như này ạ. Quá đẹp luôn.
Chị Đỗ Thị Nghĩa, chị Mến Hoàng Thị Bích có ạ, chị Dung Thùy ok em chốt đơn hàng ạ. Chị Kim Xuân ơi, cứ lên mã hàng với số điện thoại cho là mình chốt đơn thôi. Thế à, không thì gọi chốt á. Chị Nguyễn Tu Hà cho em xin lại số điện thoại chị ơi. Chị Hằng Ghi à, Hằng Trần ạ, à, Hằng Trần lên số điện thoại chị ơi. Màu đen này, để chị ạ, tông màu đen cho em ạ. Màu đen, màu xanh than này, màu ghi này, màu nâu này. Và tông mà em mặc là xanh cổ vịt các chị nhá. Xanh cổ vịt còn đây là màu đen. Đó, màu đen cho em, cái viên nó rất là xinh và chất nó mát các chị ạ, chất nó mát và mẫu mới. Mẫu mới cho em, tôi qua mẫu chị ơi, mẫu này hôm nay về được ít ạ. Có mỗi hơn 100 bộ thôi. Em bộ em mặc size M, nó có 3 size M lấy mà chị. Chị Minh Nguyễn ok em chốt đơn ạ, chị Tuyết Vi có ạ, chị Lan Nguyễn ok chốt đơn màu xanh cổ vịt này. Lên mã lên đơn kèm số điện thoại ạ. Nào lên chăn đi chị ơi. Chăn hôm nay bán tặng các chị nốt tại vì nó không còn số lượng nhiều nữa. Chăn hôm nay em bán tặng các chị mình nốt, các chị mình lấy kèm đơn cho em nhé. Các chị mình ạ, em sẽ giao màu ngẫu nhiên. Các chị lên cho là chăn hè và kèm số điện thoại ạ. Lấy hút chân không chị ơi. Đây. Chăn hè và kèm số điện thoại, một cái chăn đũi hè khổ 1m8 2m. Đấy chứ ạ, khổ 1m8 2m cho em ạ. Em sẽ giao màu ngẫu nhiên nhé, tại vì cái chăn này sẽ có rất là nhiều màu khác nhau luôn. Các chị lên mã sản phẩm cho là chăn hè và kèm số điện thoại ạ. Chăn hè kèm số điện thoại cho em, các chị mình lên đơn hàng ạ. Các chị ơi, toàn màu đẹp thôi, em bảo rồi ạ. Các chị nhìn nàng này, chăn đũi của nó rất là mềm. Đấy chứ ạ, chăn đũi rất là mềm ạ. Ngày hôm nay lại giảm nốt nhá, còn bao nhiêu cái ạ? Còn bao nhiêu cái ngày hôm nay em kỷ niệm nó, các chị giá đẹp luôn này. 119.000. Nhẹ nhàng nhé chị nhá, nhẹ nhàng tình cảm luôn ngày hôm nay. 119.000 đồng một cái. Đấy chứ ạ, 119.000 đồng một cái chăn. Khổ 1m8, 2m nhá. Chăn toàn bộ chăn của Zaza Home cho em. Toàn bộ chăn của Zaza Home cho em ạ. Chị đưa cho em cái nó có họa tiết kia nữa kìa. Nói chung là nhiều màu lắm ý, nhiều màu lắm. Em sẽ giao màu ngẫu nhiên thôi. Em sẽ giao màu ngẫu nhiên thôi. Chăn nó rất là mềm, nó không bị khô. Đấy, nhật chăn em bán số lượng rất là nhiều luôn. Bây giờ nó chỉ còn ít thôi và hàng nó cũng chưa biết là lúc nào nó về được hàng nữa. Bây giờ còn bao nhiêu cái em xin phép em cặn nút các chị giá đẹp luôn nhá. 119.000 đồng cho một cái chăn, toàn bộ chăn Zaza Home các chị lên đơn hàng cho là chăn hè. Chăn hè và kèm số điện thoại cho là mình chốt đơn ạ. 119.000 đồng một cái. 119.000 đồng ạ, gửi các chị nó sẽ hút chân không các chị mình như này. Để chạy nó sẽ hút chân không các chị mình như này, bỏ ra gặp không khí nó sẽ phồng lên. Nó sẽ phồng lên như thế này cho em này. Lên mã lên đơn kèm số điện thoại cho em ạ. Màu ngẫu nhiên em giao các chị nhá. Giao màu ngẫu nhiên luôn, chăn hè 119.000 một cái ạ. 119.000 đồng các chị lên đơn hàng và kèm số điện thoại ạ. Chị Lam Hồng, chị Thanh An Hoài, Thùy Nguyễn ok em chốt đơn ạ. 119.000 chị ơi, cho mình màu tím than chị ơi, mã nào chị? SM4 ạ, SM4 không biết là còn tay gì chị ơi. Nhân viên nó báo như thế nào là còn như thế đấy chị, tại vì em cũng không chốt đơn, em không rõ cái đấy lắm. Chăn hè khổ 1m8 2m đấy chị nhá, 1m8 2m. Lên mã sản phẩm chứ là chăn hè kèm số điện thoại ạ. Cho mình một cái chăn, chị comment mã hàng cho em chị ơi. Comment mã hàng cho em đi ạ. Đây chị này. Nó mềm lắm, nó không bị khô. Được chưa ạ? Đẹp gấp gọi là lấp tỷ lần cái năm ngoái luôn. Năm ngoái ạ, nó có đắt hơn mà lại chất nó không đẹp như này. Đây nhá, ngày hôm nay giảm các nốt các chị là 119.000 một cái. Còn cái gì em tặng nốt cái đấy các chị cái đấy. Giá đẹp luôn ạ, 119.000 đồng các chị này. 119.000 đồng ạ. Các chị ơi, em sẽ giao màu ngẫu nhiên tại vì bây giờ không chọn được màu nữa. Nó nhiều màu lắm, nó nhiều màu lắm. Để chị ạ, lên mã sản phẩm cho là chăn hè kèm số điện thoại cho em mình lên đơn hàng ạ. Nhẹ nhàng ạ, tại vì các chị cứ toàn lấy 4-5 cái một thôi ý. Các chị 4-5 cái một cho em. Đỗ Thị Tâm ạ, chị Na Lê, chị Nguyên Hoàng ạ, chị Hà Nguyễn, chị Kheo Nguyễn ok, chị Ánh Dương ạ. Cho chị cái chăn chị lên số điện thoại cho em chị ơi. Nhớ để lại số điện thoại chị nhá. Chị Lê Phú Hương có ạ, chị Na Lê Huế Tân Bắc Giang ok, em chốt đơn hàng ạ. Nào qua mẫu chị. Em bảo luôn là các chị ngày mai các chị cứ lấy kèm đơn nước giặt luôn. Đây hôm nay ạ, chị gói hàng chị đang rảnh quá. Em thả cho chị mấy hôm mà hôm nay chị lên mặt em quá thể luôn ấy. À, chị ơi chị xem là cái mặt nạ này nhà mình còn không? Mặt nạ còn một thùng. Mỗi thùng của nó là 4 hộp. Một hộp nhà em là 50 gói. Không ưu tiên được như thế đâu chị Ánh Dương ạ. Em không ưu tiên được cái gì ạ? Cái chăn hình con ngựa như thế thì mỗi một cái bao nó chỉ có là nó có là 50 chiếc. Nhưng mà nó sẽ có tầm khoảng là 30 hình khác nhau. Cho nên nhân viên em sẽ không thể chọn được ấy, nó không thể chọn được là cho chị thích hình này, chị thích hình kia. Đó, tại vì em sẽ giao màu ngẫu nhiên thôi, hình nào cũng đẹp luôn chị ạ, à. Hình nào cũng đẹp luôn đấy chị nhá. Rồi thông cảm cho em ạ, à. Các chị này. Đây là mặt nạ cừu ạ, à. Mặt nạ nhau thai cừu chị nhá. Các chị có mày là mặt nạ cừu cho em. Đấy mùa hè các chị mình phải chăm sóc da mặt thật là tốt, tại vì là mùa đông thì có thể là thời tiết nó lạnh chị em mình hơi lười.
Đấy, chính bản thân em cũng thế, nhưng mùa hè chị em mình chịu khó nhá, vừa thư giãn vừa đắp mặt cho em ạ. Để chạm vừa đẹp da các chị nhá. Lên mã sản phẩm cho em là nạ kiều ạ, nạ kiều và kèm theo số điện thoại cho em là mình chốt đơn hàng ạ. Em tặng các chị mình ạ, cả hộp như này ạ, 50 gói. Mình lấy cả hộp mà dùng. Dùng cả mùa hè cho em. Đắp lên nó có mướt da, để chạm căng cơ da cho em này. Đấy chứ ạ. Và có các tác dụng là làm đẹp da các chị nhá, đẹp da này. Thư giãn, nói chung là cả ngày mình đi làm bụi bặm rồi mệt mỏi ấy. Buổi tối thì mình vừa xem điện thoại, mình vừa lướt điện thoại, mình vừa đắp mặt cho em ạ. Các chị nhá, vừa thư giãn. Đấy. Lên mã sản phẩm cho em là mặt nạ kiều ạ, nạ kiều. Ôi chết rồi chị ơi. Cái hộp này nó bị bục ra rồi. Đấy chứ ạ. Nạ kiều cho em một gói, một hộp với 50 gói nhá chị nhá. Em tặng các chị luôn ạ, tại vì các chị đang mua lẻ bên ngoài là 12.000 một gói. Đúng không? Nhân viên nhà em đang đi mua lẻ bên ngoài 12.000 một gói này. Em bảo rồi, em bảo là nếu chị lấy về, chị bán là chị bán cả thùng, để chị bán cả hộp, chị không bán lẻ một gói. Đấy, 150.000 đồng một hộp nhé các chị nhá. Một hộp 50 gói, một hộp 50 miếng. Một hộp 50 miếng như này. Lên mã sản phẩm cho là nạ kiều kèm số điện thoại. Nhưng mà em chỉ có tầm khoảng là 6 hộp thôi. Em cho 6 chị nhá, em cho 6 chị mức giá là 150.000 đồng một hộp. Một hộp em là 50 gói. Các chị lên đơn hàng cho là nạ kiều kèm số điện thoại ạ. Bộ em mặc là 200 chị ơi. Chăn hè 119.000 chị Thoa Kim nhá. Chị Hương Đỗ đi số điện thoại chị ơi. Đây chị này. Cái hộp em bục cái bên dưới vít ra, ngày mai phải đóng lại này. Đấy, bao nhiêu tiền? 150. 150 cho em một 150 cho em một hộp các chị nhá, một hộp 50 gói á. Lên đơn hàng cho là nạ kiều kèm số điện thoại cho em. Đắp lên nó mát lắm các chị ạ. Mà nó sướng, đắp xong da mình nó cũng mướt mướt luôn. Đắp xong da mình có mướt luôn. Nhất là mùa hè các chị mình nên chịu khó á. Mùa đông thì lười đúng không? Mùa đông thì lười đắp mặt thì nó lạnh ấy. Nhưng mùa hè các chị cố gắng á. Em chỉ còn ạ, hình như là 6 hộp đúng không? 6 hộp cho em ạ, cho các chị giá 150 một hộp. Đấy chị ạ, 150 một hộp cho em. Em được bảo là nhẹ nhàng lắm, các chị mua ngoài mười mấy nghìn một gói, 12.000 một gói à. 50 gói là bao nhiêu tiền? 50 gói là bao nhiêu tiền? Cho là 10.000 một gói đi, 50 gói 500. 600. Được chưa? À đâu, phải không? 12.000 một gói. Không, em cứ cho là 10.000 một gói đi. 50 gói 500. 50 gói 500, 500 một hộp. Em tặng các chị 150 luôn. Em xả nốt, tại vì em còn có 6 hộp thôi. Em có 6 hộp thôi. Các chị lên hàng cho là nạ kiều nhé chị nhá. Nạ kiều ấy, đó là mặt nạ nhau thai kiều ấy. Chị Vũ Vân ok, chút đơn chăn hè này, bộ B202 màu xanh ok chị Yến Đinh. Chị Tâm Phùng có ạ. Nào, chị ơi bây giờ là nhà mình còn cái gì nồi cơm điện à? Đây màu hồng à? Có nguyên màu hồng á. Nồi cơm điện em đang chỉ còn nguyên màu hồng thôi. Các chị nhá. Nồi 1 lít ra, nồi 1 lít mấy? Nồi lít 8 à? Nồi 1 lít 8 cho em ạ. Khẩu trang hết sạch. Khẩu trang không còn một hộp nào luôn. Các chị thấy không ạ? Em bảo rồi, em đã bán giá trợ giá các bác luôn là hết trong vòng phút mốt. Là không còn cái gì. Các chị nhìn xem một cái nồi cơm điện này, cái màu của nó gọi là siêu cute luôn. Đấy, cái màu của nó gọi là siêu cute. Các chị này, toàn bộ nồi của Nam Mama Cook cho em ạ. Các chị lên mã sản phẩm cho là nồi cơm ạ, nồi cơm kẹp số điện thoại cho em nhá. Nồi 1 lít 8 ạ, gia đình nhà mình tầm 4 đến 7 người cho em ạ là ok. Tại vì thường là mình gia đình nhà mình là toàn dùng nồi 1 lít 8 thôi nhỉ. Nhà em cũng thế. Nhà em là tổng cộng nghe là có 7 người. Nhà em toàn dùng nồi lít 8 thì thôi, thoải mái. Đấy, lên mã sản phẩm cho nồi cơm nhá. Nồi cơm kèm số điện thoại cho em các chị nhìn nàng này. Nó siêu đẹp luôn ạ. Ui, dùng nó sướng. Đấy chạm, dùng nó sướng luôn. Các chị nhìn cái lòng nồi này. Đấy chạm, tất cả nồi em nó sẽ có bảo hành các bác. Đấy chạm, nồi sẽ có bảo hành các bác mình luôn ạ. Đây, phiếu bảo hành đây. Đấy chạm, phiếu bảo hành các bác mình luôn. Lên đơn hàng cho em ạ. Nói chung là không cần phải phiếu. Cái mặt em là bảo hành các bác luôn. Đấy chạm, phải nói là cái mặt em bảo hành các bác luôn. Uy tín. Lên mã hàng cho là nồi cơm nhá. Mấy hôm rồi các chị có hỏi nồi cơm mà em lười quá. Em lười kiểm kho ấy. Nước giặt ok ạ. À, tiền của các chị ngày hôm nay. Kỷ niệm nhá. Còn bao nhiêu cái chị Hoa? Còn 2 thùng. 2 thùng, 2 thùng là nó còn tầm khoảng là bao nhiêu? 12 cái à? Mỗi thùng 6 cái à? Hả? 12 cái. Em còn 12 cái nồi. Chính xác không? Chính xác luôn nhá. 12 cái nồi nguyên màu hồng. Siêu cute luôn nhỉ. Thì cái nhựa của nó nhìn thích. Để chạm cái nhựa của nó nhìn thích cho em ấy. Các chị lên đơn hàng cho là nồi cơm mà kèm số điện thoại cho em là mình chốt đơn ạ. Toàn bộ nồi của Mama Cook chứ chị yêu. Để chạm toàn bộ nồi của Mama Cook cho em này. Sướng lắm. Giá 400. 400 ạ. 20.000 ạ.
không? 420.000 một cái. Lên đơn mã sản phẩm cho là nồi cơm kèm số điện thoại ạ. Nạ kiều nhà em chỉ còn đúng 6 hộp thôi các chị yêu nhá. Còn nồi cơm em còn 12 chiếc. Các chị ạ, nồi cơm em còn 12 chiếc ạ. Lên đơn hàng cho là nồi cơm kèm số điện thoại, xem là mình chốt đơn. Còn bao nhiêu cái em bán kỷ niệm nốt các bác là giá 420.000. Tại vì là cái này em không cộng lại nhiều đâu ấy. Thế là giảm giá nó chỉ được vẫn như thế thôi. Đấy, cắt mã luôn. Cắt mã luôn, các chị có bàn nồi cơm cho em ạ. 420.000 một cái á. Lên mã lên đơn và kèm vào số điện thoại cho em. Bộ em mặc là 45 cân là mặc được chị ơi, 45 cân mặc được. 45 cân này chị chỉ mặc size M là size nhỏ nhất thôi. Bác nào lấy nồi cơm cũng mặc lên đơn hàng nhé. Nồi cơm mà kèm vào số điện thoại cho là mình chốt đơn hàng ạ. 420.000 một chiếc. Ok không ạ? 420.000 một cái nồi cơm. Chị Hà Tu rồi, ok. Cho 12 chị nhá, 12 chị được giá này. Tại vì là em cũng hết hàng rồi ạ. Đợt này không nhập được hàng, tại vì đóng biên không nhập được hàng ấy. Chị Phạm Thủy ok, chị Dương Duyên ạ. 12 chiếc các chị nhanh tay cho em. Giá 420, nồi của Mama Cook cho em ạ, rất là sướng. Dùng cái này thích này các chị, cái mẫu mã của nó cũng đẹp ấy. Nhìn cái mẫu mã của nó gọi là siêu cute luôn. Lên đơn cộng số điện thoại cho là nồi cơm ạ. Bao tiền? 420 à? 420.000 ạ. 420.000 đồng một chiếc các chị nhá. Chị Lại Hương ạ, chị Phan Dư một hộp nho thai này. Các chị hỏi em cái dầu gội bưởi quá mà đợt này không có. Em thấy giá nó về, giá nó về nó cao quá. Đấy, các chị thi nhau hỏi, các chị hỏi em ơi dầu gội về chưa mà em thực sự luôn em cháy hàng mất bao nhiêu ngày hôm nay không có. Các chị cứ đợi cho em mấy hôm nữa được không ạ? Đợi em mấy hôm nữa nhá, để em xem là tình hình thế nào đã thì căng quá. Đấy chị ạ, tình hình căng quá. Bộ đồ chị mặc 200.000 tâm thương ơi. Chị em nồi cơm hai cái số điện thoại cho em với ạ. Em cứ có, em chỉ có 12 chiếc thôi. Mỗi chị một chiếc đi. Đấy chứ ạ, giá tốt thì mình ngoan hỉ. Còn không còn nhiều, không còn nhiều. Nào nước giặt đâu? Nước giặt hôm nay có giảm cho các chị nốt không? Em bảo là hôm vừa rồi ấy. Em chỉ giảm được đúng một ngày thôi nhưng mà thôi hôm nay cũng là cuối tháng thôi. Hôm nay cũng là ngày cuối tháng. Cho bà lành bà hết oai nhỉ? Nào, em cho chị này chị hết oai luôn. Tại vì hôm nay nhẹ, hôm qua em không bán nước giặt một cái là chị gọi là chị mặt chị vênh lên. Tại vì đóng giặt nó khổ lắm. Đấy, đóng nước giặt khổ lắm. Một đơn nước giặt bằng 30 đơn hàng quần áo. Chuẩn chưa? 25 đơn. Tầm khoảng 25 đơn quần áo. Nếu đóng đơn quần áo nó nhanh lắm, sẽ phát là xong. Nhưng mà đóng đơn hàng nước giặt ý, nó phải gói chống sốc này, cuốn băng dính ở cái nắp này, xong là cuốn bọc xốp cho em, xong là rạch trước cái túi ra các kiểu luôn ý, để đóng vào không có sợ vận chuyển là nó sẽ bị vỡ hộp, nó sẽ bị tràn nước giặt ra ngoài. Các chị nhá, chắc là em bảo rồi ạ, nhân viên thì em nó gọi là nhân viên đóng hàng là rất là lười, lười gói cái nước giặt này này. Thứ nhất là nó nặng, một thùng của nó hơn 7 cân liền, có nghĩa là vần ạ, sái tay luôn. Nồi cơm 1 lít 8, chị xưởng may anh Chi ơi, nồi cơm 1 lít 8 cho em. Các chị lên mã sản phẩm là nước giặt nhé chị nhá. Bỏ qua giá cũ đúng không ạ? Em bỏ qua giá cũ luôn ạ. Ngày hôm nay cho các bác thêm một ngày nữa. Được chưa ạ? Chương trình khuyến mãi luôn ạ. 139.000 đồng một thùng 2 can. Mỗi can 3 lít 6. Tổng cộng một thùng nó là 7 cân 2. Tổng cộng cả thùng là hơn 7 cân như thế này các chị này. Lên đơn hàng cho là nước giặt kèm số thoại. Cái này là cái chai mẫu của em là em đang bỏ ra. Thì cái này là nó bị tròn cái gen rồi ấy. Cho nên em bỏ lại là cái em làm chai mẫu thôi. Đưa chị một, à cái thùng nguyên của nó đâu? Nước giặt cho em nhá, 139.000 đồng một thùng. Mỗi thùng nhà em là 2 can. Mỗi can 3 lít 6. Tổng cộng một thùng là hơn 7 cân liền. Các chị lên đơn hàng nước giặt cho em. Đúng không ạ, chị nào nhận được nước giặt các chị vào cho em xin một cái feedback ạ. Tại vì là mỗi lần em lên cái này các chị này, các chị chốt dã man luôn. Đấy, cái like hôm qua em không dám lên nước giặt luôn ý. Tại vì nhân viên đóng hàng mấy hôm nay rất là vất vả. Có nghĩa đau hết cái khớp tay luôn. Tại vì nó nặng mà nó không như quần áo. Các chị nhá, các chị nhìn hàng này, siêu tiết kiệm luôn, nó đặc. Các chị mình dùng rất là dô luôn và tiết kiệm hẳn một khoản là mình đi mua nước xả vải. Đấy, vậy cơ bản là cái này là nó nước giặt 2 trong 1. Đấy chị ạ, vừa nước giặt vừa làm nước xả vải luôn. Các chị lên đơn hàng cho em này. Nước giặt cộng số điện thoại cho em mình chốt đơn các chị nhá. 139.000 đồng một thùng. Mỗi thùng em là 2 can. Đấy, mỗi thùng là 2 can. Đấy, nhận được nước giặt rồi, bọc rất cẩn thận. Đúng rồi chị Trần Liên, nếu mà không bọc cẩn thận thì đến nơi là nó vỡ hết. Nó vỡ hết như này là bọn em phải mất tiền ấy. Nên là nhà em lúc nào cũng dặn nhân viên là chị ơi đóng thật kỹ vào cho em, kể cả mình tốn một tí xốp cũng được, nhưng mà đảm bảo an toàn đến tay khách hàng. Đấy chặn đến nơi nó không bị vỡ ra ấy. Đấy, 1.000 cái thùng này may ra vỡ 2 thùng. Đấy, em nói thẳng thắn luôn, nó chỉ vỡ khoảng 2 thùng thôi, nó do vận chuyển thôi ạ. Chứ còn hẳn 1.000 thùng nước giặt nhà em đóng rất là kỹ, quấn cả cái nắp này vào các chị này, quấn cả nắp này,
xong lại cuốn cả xốp này, xốp nổ ấy, cuốn xốp nổ xung quanh luôn, cho nên là vận chuyển nó rất là gọi là hạn hữu, với có một cái can nước giặt bị vỡ thôi. Đấy là do va đập nó quá mạnh thôi. Đấy chứ ạ, nó va đập quá mạnh tại vì toàn bộ cái này nó nhựa dẻo này. Đấy chứ ạ, nó nhựa dẻo cho em. Rất là khó vỡ. Trừ khi là mình gọi là va đập nó cực kỳ là mạnh ấy thì nó mới vỡ được thôi. Nên em cuốn cũng cẩn thận nữa các chị nữa. Chị Bình Lê, chị Hồng Duyên ok, chị Châm Châm ok, em chúc đơn ạ. Nước giặt cho em 139.000. Ok chưa? Thơm không? Nhân viên thì em dùng, nhà em dùng, hàng xóm thì em dùng. Đấy, nhân viên cứ chuẩn bị hết là em ơi. Có nghĩa là nhân viên nhà mình có nghĩa là chỉ dình đợi đợi. Đợi vật xe. Đợi đợi xem có cái nào hoàn về nó dỡ nó bị vỡ ở cái là được mua rẻ. Nhà hãng không có. Đấy chứ ạ. Rồi ôi, hôm nay chị với nước giặt giá 159 bọc cẩn thận quá. Thế hôm nay em bán 139 đừng chửi em nhá. Hôm nay cuối tháng em bán 139 thì đừng chửi em nhá. Nhà em đang dùng đấy. Nhà em đang dùng, nhân viên nhà em dùng, hàng xóm nhà em dùng, anh em nhà em đang dùng. Em hứa luôn, em thề luôn đấy, nhà em vẫn đang dùng cái này. Và không phải mua nước xả vải, tại vì nó thơm lắm rồi. Các chị ạ, nó thơm lắm. Người thật việc thật luôn ạ, nhà em cứ người thật việc thật. Các chị có phải là nước giặt cho em. Nước giặt kèm số điện thoại chị nhá, 139.000 đồng. Mình được mua 2 can như này. Mình được cả 2 can chứ không phải 1 can đâu. Không phải 1 can đâu ạ, thơm độc đặc cho em ạ. Em bảo rồi không thơm lấy tiền. Chị Sinh Cúc ạ, chị Vân An, chị Nguyễn Trung, em bảo rồi em bán cho hôm nay ạ. Nhân viên ngày mai sắp mặt luôn. Tại hôm nay là hơi bị kiêu với em. Hơi bị kiêu. Hôm qua em bán nguyên quần áo, thế là hôm nay nó nhàn quá. Thế là nó cứ bảo là em ơi, hôm nay chị nhàn quá rồi, đến 4 giờ chiều là bắt đầu là tung tăng rồi. Em bảo để tối ngày hôm nay em bán nước giặt thật là rẻ, để cho ngày mai các chị gọi là không ngẩng được mặt lên luôn. Tại vì nguyên đóng nước giặt nó rất là vất vả, nó không như quần áo đâu. Ôi chị bắt đền, chị mua tận 159, chị ơi 159 vẫn là rẻ rồi. Nhưng mà em bảo hôm nay cuối tháng em bán gọi là tri ân nhá, rẻ hơn một tí. Nói thật các bác là giá này thì các bác em nguyên bù cước đã sắp mặt rồi đấy. Nguyên cái tiền xốp nổ này, tiền cước vận chuyển này, rồi là chi phí các kiểu luôn ý. Đấy, cuối tháng em bảo em không cần phải lãi nhiều đâu, em lãi tí thôi. Nhưng ngày mai đầu tháng cho ngoan hỉ. Thế chứ ạ, đầu tháng gọi là bão đơn là em sướng rồi. Các chị ạ, em sướng, các chị cũng thích. Đúng không ạ, 139 đồng một thùng nhá các chị ơi. Thái Tuyết đã thông cảm cho em nhá. Thông cảm cho em ạ, chị mua 3 thùng rồi. Lúc nào gần hết các chị báo luôn cho em, không có lại không kịp. Để chị ạ, gần hết báo luôn cho em, không kịp đâu chị nhá. 139 cho em bị Tiên Trinh có nước giặt 139 đồng một thùng. Một thùng 2 can, mỗi can 3 lít 6. Rồi qua mỡ luôn chị ơi. Nước giặt 139.000 đồng một thùng 2 can. Còn đâu anh? À, đây. Cái gì đây? Giấy gấu còn không Huyền ơi? Giấy gấu chắc là vẫn còn nhỉ? Giấy gấu cho em này. Giấy gấu ngày hôm nay bán cho các chị bao nhiêu tiền? 8. Không bán bằng đấy nữa. Alo, tôi chạy tại Huyền ơi. Nếu như hôm nay lại giảm giấy gấu được không? Các chị thả tim cho em đi. Các chị thả tim cho em. Giấy gấu nhá. Đúng không ạ? Một thùng 30 gói. Giảm tiếp này các chị này. Các chị nghe các chị sướng nhá. Đừng rên. Đừng có bảo ôi giời ơi, hôm nay con này bán rẻ thế, chị vừa mua xong rồi tiếc quá à. Đúng không ạ? Các chị có mẹ giấy gấu cho em, giấy gấu kèm điện thoại ạ. Sửa giá cho em luôn nhá, rực giá cũ luôn. 88.000 đồng một thùng. Em bảo hôm nay em không cần lãi mà. Em chỉ bán đúng một giá ngày hôm nay thôi. Bán đúng một giá ngày hôm nay các chị yêu nhá, 88.000 đồng một thùng 30 gói. Ok không ạ? 88.000 đồng các chị comment là giấy gấu kèm điện thoại cho em ạ. Một thùng nghe là 30 gói giấy gấu chúc cho em. Giấy gấu cộng số điện thoại cho em là mình chốt đơn. Đúng ạ, một thùng này 30 gói các chị này. Một thùng 30 gói cho em là 88.000 đồng ạ. Lên mã lên đơn cộng số điện thoại chị yêu. Đâu, chị giá ở chỗ nào đây? Đây bên này bảo nó hàng mới giá. Bây giờ chị phải xé cái giá cũ đi, không nhỡ nó chốt đơn giá cũ thì sao? Nó không chốt đơn giá cũ, nó khắc hỏi. Ui giời, mấy cái đứa này nó có để ý đâu. Đứa nào nó không để ý là nó lại chốt cho tiền cước hai đầu luôn ấy. 88.000 một thùng cho em. Các chị nhá. Mình mua về mình dùng dần. Xé cái giá cũ cho em đi, bán cho các chị ngày hôm nay 88.000 đồng một thùng cho các chị mình xuống đời. Để cho em bảo rồi. 88.000 đồng một thùng giấy gấu cho em các chị nhá. Còn bao nhiêu thùng nữa? Còn bao nhiêu thùng nữa em bán cho các chị nốt giá này nhá. Giá này cho em ạ, 88.000 đồng. Cái giấy gấu này các chị này, đâu cái gói nhà mình đang dùng đâu ấy nhỉ? Để chân chị. Cái gói đang dùng dở mà.
Thế đây em cứ bóc ở đây đi. Để chặn đằng nào cũng dùng. Các chị ơi, giấy gấu cho em này, 88.000 đồng cho em một thùng 30 gói. Nhà mình về dùng dần. Cho em các chị nhá. Tại vì cái này là gió rất là an toàn luôn ạ. Nó không có tất tẩy trắng và nó không bị mủn ra tay ấy. Đấy chứ ạ, nhỡ một kiểu là mình hay ăn thịt gà xong là mình dùng cái giấy này, mình dùng giấy thường ấy, mình lau nó cứ bị dính ra tay ấy. Đấy chứ ạ, nó rất là mất vệ sinh luôn. Mình dùng cái giấy này cho em ạ. Nó rất là gì ạ, nó rất là dai các chị nhá. Thứ nhất là nó dai này, thứ hai là nó sẽ không có chất tẩy trắng, rất là an toàn ạ. Em tặng các chị ngày hôm nay 88.000 đồng một thùng 30 gói. Các chị mua lẻ bên ngoài trường chắc chắn là không có giá này rồi, tại vì các chị mua lẻ từng gói đúng không? Ở ngoài tạp hóa các chị cũng đang mua từng gói này một đúng không? Người ta bán lẻ từng gói một ấy, nhưng mà bây giờ em bán các chị cả thùng em 30 gói ạ, 88.000. Ok chị ạ, một thùng giấy gấu cho em là 88.000 đồng. Các chị lên mã sản phẩm cho là giấy gấu kèm theo số điện thoại nhá. Nói chung là không còn nhiều đâu các chị ơi. Em mỗi thứ em còn tí thôi. Mỗi thứ còn tí cho các chị nốt 88.000 này. 88.000 mà kèm theo số điện thoại. Chị ơi, cái gì nhỉ? Cái bếp nướng nhà mình còn đúng không? Bếp nướng để đâu đây? Nồi lẩu nướng ấy, cái nồi lẩu nướng ấy. Em nói cái đấy là em cứ phải uốn lưỡi 7 lần xong em mới dám nói đấy. Em cứ sợ em nói nhịu phát nói láo các chị chửi em chết. Nồi lẩu cho em ạ. Nồi lẩu nướng các chị nhá, rất là tiện. Hay thôi nhỉ, em bán đồ gia dụng nhiều ngày mai chết thằng cướp này. Thôi nha, em lại xong một mã quần áo nữa đi. Huyền ơi, cứ lấy cho chị ra đây tí chị lên luôn. Lên quần áo nào. Bộ đi. Bộ nào, bộ lẻ nữa. Cái bộ gì nhỉ? Bây giờ em nghĩ xem là cái bộ nào lẻ lẻ phát là em cho các chị hết giá đẹp luôn này. Hả? Không, nói chung là lẻ cơ bản là sai số nó vẫn đều, chị chẳng qua nó có số lượng ít hơn thôi. Kia cái bộ Huyền ơi, cái bộ vừa đặt. Bộ 61. Đấy, bộ 61 ngay chỗ đấy sao không nhỉ? Bộ 61 đi. Các chị ơi, bộ 61 lên đơn cho em ạ. Chị nào nhận được bộ B61 các chị feedback cho em cái. Kể cả bộ 58 nữa chị ạ. Bộ 58 thì còn tí tẹo thôi. Bộ này bộ 20. Vâng, bộ 20 vẫn còn đủ sai. Bộ 61 vừa lấy đấy lên về cái bộ này ở chỗ kia treo chỗ kia. Đợi em tí lên bộ 61 luôn này. Đấy không? Đúng rồi. Nhưng mà sai số đẹp cái này mà vẫn bán rẻ thì có tiếc không? 4 đồng. Đây này. Bộ này quá đỉnh luôn, hàng Cindy cho em nhá. Cái gì đấy? Hả? Sao đấy? Bán rẻ quá lại giật mình à? Bạn đặt hàng cứ để số điện thoại chứ em hỏi. Đúng rồi chị Nguyễn Hậu ơi, em cũng nhìn thấy comment đâu. Bộ em mặc chắc chắn là nó còn chị ạ. Chị cứ lên cho em là mã em mặc là bộ này là bộ 212 nhá. Bộ em mặc đây là bộ 212. Tiếp theo bộ này cho em ạ. Chị nào nhận được cái bộ 61 nhà em, các chị vào cho em xin một cái feedback với ạ. Các chị vào cho em xin một cái feedback nhá. Đưa cho em cả túi mác của nó luôn ạ. Tem túi của nó luôn này. Hàng này của nó là hàng Sydney. Đấy chứ ạ, bộ của Cindy cho em ạ. Các chị comment mã này cho là bộ B61 ạ. Đấy chứ ạ, B61 và kèm ra số điện thoại cho em. Quá đẹp luôn các chị này. Em cũng không biết là bộ này em có về được hàng nữa không ấy. Không biết là có về được hàng nữa không ấy. Bây giờ em giảm giá các bác là lần sau về là em chết đòn luôn này. Đấy chứ ạ, em bán rẻ. Sơ mi được em tí. 212, chị Dô Phi Phạm ơi, comment đúng mã giúp em với. Cái gì? Đủ sai không? Bộ này đủ sai không? L1X2X đúng không? Còn khoảng là 30 bộ thôi. Còn 30 bộ nhá các chị nhá. Bộ này em còn sót tầm 30 bộ. Các chị đây comment bộ này là bộ B61 ạ. Kèm số điện thoại nhá. Đủ màu luôn. Đủ màu ạ, sai số đều. Ôi giời ơi, mặc ngược. Đã vội chớ. Comment là đến 4 lần, 3 lần vẫn cứ comment một cái mã số vẫn sai như thế. Em không có mã nào bộ 242 đâu, 212. Chị nhá, comment như thế là ngày mai nhân viên không nhận được hàng, lại bảo là sao chị đặt hàng lại không được chốt. Tại vì con lên comment có chuẩn mã đâu, comment có đúng mã đâu mà chốt. Đấy, comment thì sai mã hàng kìa. Hai người ta bộ là 212, mình cứ comment là 242 lấy đâu ra.
Bộ này các chị lên đơn hàng cho là bộ B61 nhá. B61 kèm số điện thoại ạ. B61 cộng số điện thoại cho em. Các chị là này quá chất lượng luôn. Bộ em mà số lượng cực nhiều luôn ạ. Bây giờ còn dư khoảng tầm là hơn 20 bộ thôi. Đến 30 bộ là cùng. Tầm 30 bộ quay đầu. Các chị chọn cho em ạ tông màu đỏ này. Chọn cho em tông màu em mặc là xanh lá chị nhá, xanh lá này, còn đây là xanh than cho em này. Xanh than này và tông màu vàng. Cái gì chị? Có màu đỏ chưa? Chị ơi, có màu đỏ rồi nhưng mà hình như thiếu màu nâu. Đấy, bộ này có cả màu nâu nữa luôn ý. Có cả nâu nữa luôn. Nâu còn 2-3 bộ đúng không? 2 bộ ấy, chị nhầm rồi, em nhìn đêm nhìn đã, em nhìn thấy 4-5 bộ rồi. Mắt em tinh như cú. B61 ạ. Giá cho các chị ngày hôm nay nhé. Đợi em tìm lấy cả màu nâu, có cả màu nâu nữa. Nhưng mà nó biết là còn size gì nữa. Đây đỏ đấy. Nâu còn nguyên XL đúng không? B61 cho em. 45 cân đến 65 cân đổ về em chốt. 45-46 cân đổ lên các chị nhá. 45-46 cân đổ lên đến tầm 65 cân đổ về em chút đâu nào. Bộ B61 kèm theo số điện thoại ạ. Em tặng các chị 100 ạ. 79.000 đồng. Đúng không ạ? 179.000 đồng một bộ cho em ạ. Đúng không ạ? Nét dã man luôn ạ. Để chạm các chị đang mua giá bên ngoài là 283.000 các chị nhá. 283.000. Em tặng các chị 179.000 đồng cho em cả một bộ ạ. Cả một bộ cho em như này. Các chị nhìn ạ, hàng chuẩn hàng hãng cho em ạ. Hàng chuẩn hàng hãng cho em, các chị nhìn từ tem mác túi của nó luôn. Bộ B61 các chị nhá. B61 ạ, kèm theo màu với số điện thoại cho em là mình chốt đơn. Còn tầm 30 bộ thôi. Em còn tầm 30 bộ thôi ạ. Các chị chọn cho em màu xanh than này. Đây là màu đỏ cho em ạ, áo đỏ quần đen này. Áo màu vàng quần màu đen các chị nhá. Áo vàng quần đen cho em ạ. B61 cho em ạ, 179. Chị ơi giảm đâu các chị 179 đi. 179.000 đồng cả bộ cho em các chị nhá. B61 cộng theo số điện thoại ạ. Chị Bùi Huế có ạ. Em mặc là cả bộ không phải nguyên áo đâu. Chị Đặng Thảo ơi, chị Đào Thu Hương có ạ. Chị Trần Phượng ok. Chị Lê Biển có bộ Quảng Châu đợi em tí chị nhá. Nay nhận được cái gì? Nhận được quần chất đẹp mà hơi chật, muốn đổi size lớn là chị Nàn ơi, chị comment à quên, chị gọi vào số hotline đổi hàng giúp em với. Gọi vào số hotline đổi hàng ạ. Chị Hồng Nguyễn Thị rồi ok em chốt đơn hàng. Đây tông màu đỏ này, áo đỏ quần đen. Áo đỏ quần đen ạ, các chị nhìn hàng giúp em với, chất nó rất là đẹp luôn ạ. Đá 096 em còn, chị kiếm Đỗ Thị nhá. 096 nhà em còn, chị cứ lên mã hàng đi. Nhìn chị tìm một em cái mã áo đá, mấy mã áo đá đây với. Chị em mấy bộ áo đá đi. Trắng trắng nhưng trắng cái gì ấy? Thì xốp trắng. Ôi em rát cổ quá. Lấy cho em cái giả váy màu trắng đi, để em lên nào. Để em lên cái gì ấy nhỉ? B61 Ánh Hồng ok. Lên số điện thoại chị ơi. Chị Dung Nguyễn có ạ. Chị Đào Tu Hương có ạ. Áo phông PC2 màu vàng, đợi em tím lên luôn nhá. Không lấy các bác đã nhận hàng. Các chị chỉ có em ơi lại muốn mua thêm thôi. Để chắc bây giờ còn không có hàng mà mua. Không có hàng mà nhập phải để bán các chị này. Thì Biên đóng hàng có hàng về đâu. Đấy các bác xem tình hình như nào các bác biết đúng không. Mang cái hàng toàn bộ là hàng đẹp, hàng Quảng Châu. Bây giờ Biên đóng không có hàng về. Bây giờ em còn gì em bán các chị lấy thôi. Bây giờ còn gì bán đấy các chị yêu nhá. Bộ này của nó là hàng của nó, hàng công ty. Đấy chứ các chị chọn cho em tông màu vàng này. Vàng đỏ, đen vàng đỏ này. Xanh lá, xanh than, mẹ tông màu nâu. Vàng đỏ, xanh lá, xanh than, tông màu nâu. Màu vàng bên ngoài nó là kiểu vàng, màu vàng đậm đậm tôn da. Chị nhá, không phải vàng chanh đâu. Nó không phải màu vàng chanh. Bộ B61 ạ, các chị chọn size vừa. Lên áo chữ U là áo gì? Áo đỏ nhà mình còn tí nào không em ơi? Áo đỏ nhà mình còn sót tí nào không? Đâu? Đấy chị xem áo đỏ thôi nè. Áo đỏ nhà mình còn sót tí nào nhân viên ở đây đang dưới đây này. Cái gì ăn mất cái hộp dở đây để xem kiểm tra xem trong kho còn tí táo đỏ nào không. Còn không lấy hộp này lên. Đẹp ra ngày xưa là em thấy bảo là các cung tần à, cung phi à, cái gì hay ăn cái loại này à, cái gọi là dưỡng nhan ấy. Cô đấy thấy tạ ủ đứa nào ăn hết của chị hết rồi. Con bóng cô cháu của nó vào có thấy bê con bóng ăn đúng không, chia mà mỗi cô quả. Ồ, con bé nhà em nó cứ lên đây nó cứ tin tỉn tỉn hết cả gói của mình để lúc này. Nó biết rồi, này nó mang. Nó biết em để, nó biết em để thế này, nó ngày nào cũng lên nó ăn trộm. Mang xong chia nó ăn. Con bé con cún em ấy nó cứ lên thì nó ăn.
Tại vì cái này nó an toàn, xong là nó lại còn đẹp da. Ai ăn cũng được các chị nhá. Nói cho các chị mình cứ hãm với nước nóng ý, hoặc là các chị tần hấp này, hoặc các chị làm hãm nước nóng, hãm nước nóng mình uống ấy. Đấy nó rất là bổ luôn ạ, nó là kiểu bổ máu ấy. Tốt cho sức khỏe ạ, đẹp da các chị nhá. Lên chào táo đỏ cho em ạ. Cho các chị bao nhiêu tiền một cân? 75.000 một cân. Nốt 75.000. 75.000 một cân táo đỏ cho em. Ăn ngon ngủ tốt, vì chạm đẹp da. Táo đỏ cho em ạ, 75.000 nhá. 75.000 một cân táo đỏ cho em ạ. Quả táo này nó là to chứ không phải là bé đâu các chị này. Táo nhà em có quả to cho em đi này. Để chạm lên mã sản phẩm cho là táo đỏ kèm số điện thoại ạ. Em bận quá em quên đấy. Bây giờ còn đây là hôm đấy là mình bỏ ra mình cắt còn cả cân mà bây giờ nó còn một tí tẹo này. Táo đỏ nhá chị nhá, táo đỏ kèm số điện thoại cho em ạ. 75.000 một cân cho em. Còn bao nhiêu bản nốt các chị ạ? 75.000. Buồn mồm mồm làm hết cả gói luôn ý. Cái này em còn ăn không, em ít khi em hãm nước lắm. Ít còn ăn không cái này thôi. Tần chân giò cho nó ngon lắm. Đúng rồi, mình tần chân giò ấy. Tần chân giò cứ là hấp tần gà ấy. Mình cứ cho mềm vài quả này vào cho em. Ăn ngon dã man luôn. Lên mã sản phẩm chứ là táo đỏ cho em các chị nhá. 75.000 một cân. Nó hình như còn ít thôi, chắc là sót tầm khoảng 10 cân này nè. 10 cân, 10 gói 10 cân. Mỗi gói 1 cân. Mỗi gói 1 cân cho em ạ, táo đỏ kèm số điện thoại. Ngày mai các chị có đơn hàng các chị mình lấy cho em nhé. Ăn ngon cả bảo các chị nghiện, tại vì cái vị ngọt của nó là ngọt thanh thanh thôi. Nếu không phải ngọt sắc, ngọt gọi là ngọt ngọt đậm đâu ạ. Ngọt hơi hơi có vị ngọt thôi. Nó là kiểu ngọt thanh ấy. Lên mã sản phẩm cho táo đỏ nhé chị nhá. 75.000 nhỉ. 75.000 cho các chị luôn. Cảm ơn cho cả bán nốt. Sữa là còn không? Một thùng á? Ở đoàn nào mà mua sữa mà bom về đấy? Bắc Cạn à? Xấu hết cả hình ảnh dân Bắc Cạn đó. Tôi để mai cho nhân viên ra bỏ ra chấm cái bánh mì. Ngày mai mua bánh mì Vincom về để chấm. Ngày mai đứa nào đi, đứa nào đi xem lễ hội khinh khí cầu ấy bảo nó mua về cho. Đây chị đã đóng cửa rồi. Không, giờ này vẫn chưa tắm được rồi. Dọn mai dọn dẹp giờ mới xong. Em còn một ít rồi. Sữa này, sữa của loa sữa đặc đấy chị nhá. Để đây, muốn đổ ấy. Sữa đặc kèm số điện thoại ạ. Ôi để đấy nó quên. Đây đưa cho nó uống luôn. Ở mông mẹ, ôi nóng thế. Thì ấm thì uống cái mấy ấy cho con. Ôi giời giờ về mới tắm rồi. Chị Huyền Bình có đang xem live của em không? Em đang uống nước trà gừng của chị gửi cho em đây này. Chị này là chị ở Đắk Lắk. Chị gửi ra cho con. Đúng rồi, ngon lắm. Ngon lắm chị Huyền Bình ơi, không biết là chị có đang xem live của em đang uống cái nước nước trà gừng chị gửi ra cho em đây này. Đấy, khách yêu quá. Kiểu sợ em mất giọng hay sao ấy, chị gửi nước trà gừng em cho nó ấm cổ. Để em like cho nó gọt giọng. Ôi các chị chúc táo đỏ nhiều quá, ngày mai em cũng có hàng đâu chị ạ, em còn một ít, nói chung là nó còn sót kho một ít thôi chị ơi. Sao quả táo này không muốn ăn tốt lắm. Ngon. Cảm ơn tình yêu của em. Hết lại cho em với nhá. Hết lại gửi cho em nhá. Bao nhiêu nhỉ cái hộp sữa đặc này? 65.000 một hộp một cân. Sữa đặc cái này là sữa đặc Fami cho em ạ, sữa đặc Fami này. Cái hộp này của em là hàng một cân các chị nhá. Cái này chấm sữa này, à quên chấm bánh mì này. Để chạm mình pha cà phê này hoặc là buổi sáng mình nhỡ bữa mình pha một cốc sữa cho em bổ sung năng lượng cả ngày. Đấy, nó thơm mà nó ngậy lắm. Thơm mà ngậy, các chị comment cho là mã. Thì ạ, sữa đặc cộng số điện thoại cho em ạ, 65.000 một hộp nhá. Em còn sót có một thùng thôi. Một thùng hình như là 12 cái hộp con này, 12 hộp một cân này. Mỗi hộp là một cân, các chị comment là sữa đặc cộng số điện thoại cho mình chốt đơn ạ, 65.000 một hộp cho em. 65.000 đồng một hộp sữa cho em các chị nhá, sữa đặc kèm số điện thoại ạ. Các chị mình lấy dồn đơn. Đoan ơi, mai gửi chị một thùng nước giặt nhé. Ok chị Nông Thị Yến, hết rồi à? Dùng hết rồi sao lại mua tiếp này? Các chị lấy lên cái gì ạ? Sữa đặc cho em nhá. Sữa đặc kèm số điện thoại ạ. Tại vì bây giờ với các chị mua ấy, các chị mua ở bên ngoài là cái, ví dụ như là các chị mua cái gì nhỉ? Cái gì nhỉ? Em quên mất rồi, nói khỏi mồm xong quên luôn mất. Nói khỏi mồm xong em quên luôn, thế mới đau như này. Em định nói cái gì em quên mất rồi. Mua một gói bột tả đá hay gì? À không, mua một hộp sữa. Mua hộp sữa chỉ có 380g, các chị đã mua mức giá là 32.000. Bây giờ một hộp như em là một cân các chị nhá. Một hộp như em là một cân. Mà em tặng các chị giá 65.000 đồng.
Ok chị ạ, 65.000 đồng một hộp sữa đặc 1 cân cho em. Các chị có mày là sữa đặc kèm điện thoại. Ngày mai các chị mình có đơn hàng, các chị mình lấy kèm đơn. Bây giờ em nha, các chị không có cổ, các chị thả tim cho em cái á. Thả tim cho em luôn. Đấy, các chị nhá, thả tim cho em một phát nào các chị nào. Cái bộ B61 em qua mẫu luôn nhá. Tại vì nó còn có 30 bộ thôi. Còn sót 30 bộ lẻ. Sót 30 bộ lẻ. Chị Lương Việt, chị Vân Mai em bảo rồi. Cái sữa đấy á, em cứ... em kiểu em nhiều khi em cũng lười pha, em cứ thế là em tu rồi. Em thấy em tu, em sữa tu nhiều quá lại lên cân. Đấy. Chấm sữa ngon tuyệt vời luôn. Lấy em cái áo phông PC2 chị ơi. Ngon thật, cái nước gừng này này. Không uống cái gì nhá. Con nếm thử tí khô khô, thấy ngon phết. Không uống thì cho chị nhá. Em không uống. Em về nếm thử cho chị. Không, cứ lấy ở ngoài kia cũng được, lấy ở trong cái ớt kia đấy. Các chị ăn lấy thôi. Nhìn cái nhìn. Đùa đâu. Mọi khi nhưng mà bây giờ nó lại khác rồi. Bây giờ là không phải mọi khi được rồi. Ăn còn bắt vừa đắng vừa chát, tự nhiên hết là buồn ngủ. Chị yêu của em lại không xem like để em cảm ơn chị cái. Đang đăng bài á. Chị đang đăng bài á? Ừ. Chị đăng bao nhiêu để em bán lại để em ủng hộ cho chị nào. Em đang bán là cái gì? Ốc chó này. Có số điện thoại không gọi chị cho chị cái? Muốn hạt là xem là để em quảng cáo cho. Cả hạt cái cắt. Tại vì là em uống em thấy ngon mà. Đây này, ta cho mình xem Facebook của chị ấy. Ơ, cái chân giày này của em đâu rồi? Trộm ngon. Em không thấy đâu cả. Đây là tụt quần mất chân giày. Tụt quần mất giày. Đây này. Công nhận là ngon. Ngon. Em nếm một tí khô em thấy. Nhanh gì mà nhanh. Tiếp tục người ta. Đây các bác này. Mã sản phẩm này là mã phông PC2 nhá. PC2 kèm số loại đối áp suất em không chị ơi. Đối áp suất em không có. Mã này các bác comment là mã phông ạ. PC2 nhá. PC2 em có 3 size là MLXL. MLXL 3 size các chị 40 cân đến 65 cân ạ. 40 cân đến 65 cân đổ với em chốt đơn. Mã sản phẩm chính là mã phông PC2 ạ. Một áo phông của hàng Quảng Châu. Để chọn một mã phông của hàng Quảng Châu ạ. Chắc nó rất là đẹp luôn. Size của các chị mình dưới 65 cân đổ về nhá. Phông rộng á. Phông rộng em còn chị ơi, Nghiệp Yên ơi. Mã này phông PC2 các chị chọn màu ạ. Để chọn các chị mình chọn màu, chọn size vừa cho em ạ. Các chị chọn cho em tông màu đen này, màu đỏ này, màu vàng này, màu trắng, à quên màu à. Màu trắng với tông màu xanh lá. 5 màu cho em có 3 size MLX ạ. 3 size MLX là các chị comment mã hàng cho em là PC2 chị nhá. PC2 kèm với số điện thoại cho em là mình chốt đơn ạ. 165.000 một áo các chị ơi. 165.000 ạ. Mã sản phẩm này em còn không có nhập được hàng ấy, tại vì biên nó đóng rồi. Bây giờ còn sai số nào cố gắng các chị mình chốt nhanh, tại vì mã này các chị đặt tổng cục rất là nhiều. Các chị mặt úi rồi cái gì đây. Mã này các chị mình đặt tổng cục rất là nhiều luôn. PC2 chị ơi. Chị Lê Đình Truyện à, Lê Đình Truyện lấy số điện thoại ạ, à. Chị Linh Công ok em chốt đơn ạ. À. Để các bác nhìn hàng ở toàn bộ dòng mắc đen cho em ạ, à, dòng hai mắc. Đó, dòng mắc đen tem đen cho em ấy và dòng hai mắc trắng cho em như này, rất là đẹp luôn ạ. À. Xịn xò cổ phúc bọc viền nhá. Chất này các chị càng giật nó càng lì, nó không bị là bị bay bị xù và bị nóng. Đó, không bay không xù mà không bị nóng luôn ạ. À. Lên đơn hàng cho là PC2 kèm theo số điện thoại cho em mình chốt đơn. 165.000 một áo chị nhá. Chất phông mắt lạnh luôn, tại vì hoàn toàn có là dòng chất cốt tông lạnh. À phông của laptop để em tí chị ơi. Chị Tuyết Minh có ạ, Lê Đình Truyện ok em chốt đơn ạ. Chị Trúc Thu có ạ, chị Lê Đình Truyện comment số điện thoại chưa? PC2 nhà chị Nguyễn Lê có ạ, lên đồ dùng đi em à. Chị Lê, chị Đặng Thị Siêm ok em chốt đơn hàng. Đồ dùng bây giờ em gần như là hết sạch rồi. Đấy chứ ạ, gần như là hết sạch hàng rồi, cũng còn cái gì luôn à. Dầu gội khô thanh lý nhá. Ngày mai chị nào có đơn hàng các chị mình lấy kèm đơn. Chị nào chốt dầu gội khô các chị lên đơn hàng. Gội khô có kèm theo số điện thoại ạ. Đấy chị này, gội khô kèm số điện thoại em tặng các chị mình 50.000 hai lọ luôn. Chị chợ hôm trước là 125.000 một chai, bây giờ em tặng các chị mình 50.000 đồng hai chai. Lấy kèm đơn hàng nhá, gội khô cộng số điện thoại cho là mình chốt đơn hàng ạ. Đấy, nhất là chị nào đang gọi là đang bị F0 này, để chị đang cách ly này, hoặc là chị nào gọi là đang bận nào,
đi chơi du lịch mà chưa kịp gội đầu mà đầu mình nó gọi đang rất là bết ấy, thì mình dùng cái này là gọi là cái cứu cánh để chặn cái cứu cánh luôn. Gội khô kèm điện thoại nó sẽ có hai mùi khác nhau nhá, em sẽ ra ngẫu nhiên luôn để chặn. Nó sẽ có màu hồng màu xanh như này, màu hồng màu xanh. Các bác comment là gội khô kèm theo số điện thoại cho là mình chốt đơn hàng ạ. Em tặng các chị mình luôn ạ, 50.000 đồng hai lọ để chặn, 50.000 đồng hai lọ luôn ạ, giá kỷ niệm các chị nhá. Gội khô kèm điện thoại ạ. Chị Nhật Đức ok chốt phong PC2. Chị Hoàng Hiệp có đơn ạ. Em có là 3 size MLX các chị nhá. 3 size MLX áo phông này các chị này. Chị nào nói chung là cái này em bán tặng các chị thôi, chứ còn giá này ạ, em nhập vào giá nó cao hơn rồi. Bây giờ còn bao nhiêu cái em thanh lý nốt. Chị Đặng Thị Siêm có, chị Ngọc Phan ok em chốt đơn ạ. Chị Vân Vũ có đơn hàng ạ, PC2 xanh 65 cân ok chị Phạm Hà này. Chị ơi nhầm cái mã kia vào rồi kìa. Đứa nào vứt cái phao phông QR vào trong kia đấy. Đây màu vàng cho em này, vàng của nó là vàng đậm các chị nhá, vàng đậm tôn hoa chứ không phải vàng chanh đâu. Mùa này bên ngoài của nó sẽ là màu vàng đậm cho em. Màu vàng đậm mà kèm theo số điện thoại ạ. Cái này mà không đồng phục rất là đẹp luôn. Đấy, nhà mình đã đặt đồng phục chưa? Nhà mình đã đồng phục chưa? Đào Tào Thị Hà có ạ, Phạm Huyền Trang ok em chỗ đơn ạ. Chị mua áo nhà Loan 4 áo rồi, chất xịn sò lắm luôn. Em cảm ơn chị, chất này mát đúng không? Khách nhà nhà em ấy đặt đồng phục rồi đặt theo kiểu mà nhóm ấy. Nhóm ấy là đội thể thao, đội chơi bóng, đội bóng ấy. Các chị đặt rất là nhiều mẫu này luôn. Tại vì cái này mặc mùa hè nó rất là mát, nó không bị bí mồ hôi. Quần sóc em mặc là 175.000 chị nhá. Sóc em mặc là 175.000 là sóc 939. Sóc 939 là 175.000 một cái. Các chị lên đôi nào là sóc 939 kèm số điện thoại ạ. Nào qua mẫu chị ơi, hôm nay có về một cái mã áo điệu đấy. Đi à? Đi ở cái xanh xanh đi, đẹp lắm. Quyền lấy đi cái này. Nhưng mà cái này là hàng cao cấp. Em lên hàng cao cấp luôn nhá các chị nhá. Giống khác nhau chứ. Giống nhau rồi. Tao chọn người để khác nhau đánh đi rồi. Giống nhau. SML. Quần em mặc là sóc 939 là 175.000. Con này mặc lên. Chị Yên Nguyễn ạ, chị Trịnh Lê, chị Bích Hiền ok em chốt đơn. Các bác ơi ạ. Cái gì vậy? Con này của nó là hàng Quảng Châu. Áo điệu chị nhá, áo điệu cho em. Các chị lên mã, lên đơn cộng số điện thoại cho em. Mã này mình chốt này. Thử luôn nhá. Lên con màu. Sao đây cái gì nhỉ? Nước bơm gì mà. Lấy cho em cái chân váy hàng cao cấp này về. Đấy đây. Đây này, về đó, đưa nó mà. Đây này, chân váy. Chân váy 1. Lấy size M cho thoải mái đi mà. Thấy chưa, bạn size M, size S. Em lên chân váy cao cấp nhá. Với lại là mix luôn với áo phông, phông điệu với lại là phông các kiểu luôn. Cho các bác mình xem luôn cái form dáng của nó. Ôi, cứ ẩm ẩm thế này, đến đau hết cả đầu. Xinh chưa các chị ơi. Dưới cái chắc chưa trăng. VIP ơi là VIP. Tắm ở trong không? Cũng bình thường. Mình tắm ngoài hoa sen, nước bà lại thả ở chậu nước. Ai xả đi. Tao thì chắc là mới xả máy bơm mới bị tiền nã. Tao đi luôn. Bơm với cả bồn. Lần đầu làm chuyện ấy. Tao bơm cả bồn à? Bồn mới luôn hả? Xanh mờ hơi rộng. Đi giày trắng đi. Đi giày thì cao ấy. Thôi. Không. Đây mặc xanh mờ hơi rộng thật này. Đây này. Mặc xanh mờ hơi rộng đấy chị Hoa ạ. Ô xe ép đâu nhỉ? Tổng mặc xanh mờ rộng nhưng mà xấu. Lờ đờ lờ đờ. Thay đổi chiến thuật đang chơi. Ai thay đổi? Thay đổi chóng mặt. Đánh chết bây giờ đây. Nhà không nóng. Đâu rồi mà?
em tí nhá. Hôm nay mình vừa mua cái áo này mới. Cho đi. Chị vừa không cho. Vừa. Quả này đẹp lắm. Vừa luôn. Nó form nóng to này. Thế nhờ. Đúng á. Chắc vừa. Cái này có đủ màu luôn, đủ size SML, mẫu mới. Các chị nhìn nàng này, siêu đẹp luôn nhá. Mã này là mã gì chị? Được chưa? Lên mã này là mã gì đây? Mã gì được mấy đỉnh cao luôn này các chị này. Biết có mã. Cái này là lẻ thôi. Mã này là mã gì? 022 này. Nó có mã này, mã 02022 này. Mã mới nhất này. Mã này các chị comment là 2022 nhé chị nhá. 2022 và kèm số điện thoại cho em ạ. Em có đủ màu luôn. Đã chữa xem mẫu này có đỏ không? Chưa. Có mà. Không. Có đỏ, đỏ hồng này. Trắng này, đen vàng 5 màu. Em có 3 size là SML. Cái quần cái này là váy này, bên trong có quần đấy chị này. Váy bên trong có quần cho em. Chân váy ngắn, để chân váy 1 cho em với chị nhá. Chân váy 1 này. Đó, chân váy mặc là chân váy 1, quần áo là mã 2022 ạ. 2022 kèm số điện thoại em có 3 size SML các chị, 40 65 cân em chốt đơn. 40 cân đến 65 cân, con này hàng cao cấp ở Quảng Châu này. Các chị 40 cân đến 65 cân em có 3 size SML, siêu đẹp luôn. Mã hàng 2022 ạ. Bao tiền? 500. Ba cái gì 500? 330, con này 330. Hàng VIP các chị nhá. 330 này nhỉ. Các chị lên mã lên đơn cộng số điện thoại cho em. Áo này 330 các chị chọn lấy cho em cái móc này chị ơi. Chọn màu trắng này, cất cái túi này luôn cho em nhé. Thông là tí cho luôn một túi không cần phải treo mẫu tại vì hàng này không có nhiều đâu. Hàng này không có nhiều, không cần phải treo mẫu lên luôn, em dơ các chị xem luôn nhá. Em đang mặc là màu hồng này, hồng đó là hồng đậm nhá, kiểu hồng sen đậm ấy. Mã này là áo ngây em mặc không, không chị ơi. Mã này là mã 2022 ạ. 2022 kèm theo số điện thoại cho em. SML 3 size. Dưới 65 cân em chốt đơn các chị nhá. Dưới 65 cân em chốt đơn hàng. Mã 2022 các chị chọn màu luôn. Tại vì hàng máy bây giờ đang rất là hiếm. 330.000 một cái. Hàng VIP cho em. Mã này em bán về em bán em treo lẻ mẫu ở cửa hàng ấy. Nhưng mà em vẫn cứ lên các bác nào ở gần các bác qua ngắm bình thường. Vẫn gọi là đến từ bình thường cho em. 2022 kèm theo số điện thoại ạ. Là mình chốt đơn hàng ạ. 330.000 một chiếc các chị này. Siêu xuất sắc luôn. Siêu đẹp luôn. Màu vàng đẹp thế nhỉ? Đẹp chưa? Lên đơn hàng cộng số điện thoại. Cái phần này là phần tơ cho em nhé. Cái là tơ tằm cho em này. Rất là xinh luôn ạ. 330.000 một chiếc ạ. Cái phần này đúng eo cho là chị nào eo to nhé. Cái phần này phần che khuyết điểm cho rất là tốt luôn. 330.000 một chiếc. Các chị comment mã hàng và kèm số điện thoại là áo này là mã 2022 ạ. 2022 kèm số điện thoại ạ. Đẹp lắm các chị ạ. Đây màu đen này. Đủ size số SML. Hàng này nó vừa mới về xong ạ. Nóng bỏng luôn. Đó, vừa về xong nóng bỏng tay luôn này. Đấy, nó có kiểu là áo điệu ấy, áo điệu cho em. Bác nào thích cái gu này các bác chốt luôn nhá, hàng cao cấp này. 330.000 một chiếc ạ. Lên mã hàng cho là 2022, các chị chọn màu chọn size vừa. 2022 chọn màu chọn size vừa. Cho chị xem áo 299 là mã nào nhỉ? 299 là mẫu nào ta? Mẫu nào nhỉ? Ui. 2022 các chị chọn màu nhá chị nhá, chọn màu chọn size em có 3 size SML. Chị Đinh Trà, chị Yến Nhi Lê có đơn ạ. Em không nhớ là mã nào 299 nữa chị Linh Kim Đặng ơi. Không nhớ mã nào, em thử luôn con màu vàng luôn nhá, em thử con màu vàng. Màu đẹp quá, cái mẫu này em phê. Dã man luôn. Mai mùng 1 mà mưa thì đến rằm. Tháng này phải mưa đến rằm. Ờ. Đây màu vàng này. Trời ơi sao mà nó yêu vậy. Các chị ơi, mã 2022 cho em. Đẹp nhỉ, con này xinh. Phê dã man luôn. 2022 kèm số điện thoại cho em mình chốt đơn nhá. Chị Bùi Xuân, ok chị Xuân Mùa. Các chị ơi, các chị cứ lên đơn cho em con này xinh. Mà bây giờ là cái mã này em cũng không nhập được hàng ấy. Mới nhập được một ít thôi. Mới nhập được một ít, các chị nhìn màu đỏ của nó cho em này. Xuất sắc luôn, cái chất của nó rất là mềm và mát luôn các chị nhá. Chất mềm mát đẹp luôn ạ. Đây màu đen cho em. Đấy màu đen, các chị mặc trên like các chị có thể là nhìn nó không được rõ cái họa tiết của nó.
Đấy, toàn bộ của nó là hàng siêu cấp cho em các chị nhá. Em tặng các chị là 330.000. Rồi đơn sáng của chị đi chưa? Dồn đơn được không? Nếu mà đơn sáng là đi đơn rồi chị ơi. Đơn sáng là em chốt đơn em gửi luôn rồi chứ không dồn được đơn của buổi sáng đâu chị ạ. Mình chốt đơn mới cho em nhá. Mình chốt đơn mới cho em, chị Mai Dương ok em chốt đơn ạ. Mã 2022. Em thử các bác xem cái màu đỏ, cần màu đỏ, màu trắng nhá. Đây màu trắng đi. Tinh quá này các chị này. Cái mã hôm qua về là hết sạch luôn. Đấy, mã hôm qua về hết sạch luôn. 2022 cho em ạ, kèm theo số điện thoại này. Con này lại phải để lại mặt rồi. Hôm nay nhắc mấy con về này. Hôm nay em quên em chưa nhắc. Con này đẹp mà. Đẹp mà, con này xinh. Nói chung là chị nào mà thích hợp gu bánh bèo các chị đánh cái mẫu này cũng xinh. Đây màu trắng cho em. Xuất sắc luôn ạ, 2022 cho em ạ, tông màu trắng kèm cho số điện thoại nhá. Cái phần là chị nào bụng to mà cũng đỡ lộ bụng này, tại vì hoàn toàn nó là phần nhún eo. Thế chứ nó là phần nhún eo cho em ạ. Mã 2022 ạ, kèm số điện thoại ạ, chị Cương Quỳnh ạ. Chị Bích Ngọc đặt lại thế nào, sao đặt mãi không được chốt đơn. Chị Tô Yến này, chị Mộng Nguyễn ok em chốt đơn hàng ạ. Chị Cương Quỳnh có rồi nhá, 2022 ạ. Chọn màu chọn size cho em 3 size XML. Chị Bảo Ngọc ok chốt màu vàng size S này. Đỏ cũng đẹp. Đây là đỏ đen, chân váy như em là 400 nhá. Chân váy 400. Mã này có 3 size XML ạ. Để chặn chân váy có 3 size XML, các chị lên đơn hàng ạ, nó có cả màu nâu nữa. Chân váy em có cả nâu cả đen, các bác có làm luôn cả set này này. Đẹp mà xinh. Thế nên nói chung là cái giá này nó cũng vừa tiền. 330 một áo, còn chân váy là 400 chị nhá, chân váy là 400. Chân váy dài hơn em có chị ơi. Lấy hộ em cái chân váy dài hơn nay về hàng đấy chị. Chị chưa? Ôi lấy hộ chị ít váy đi. Chị Trần Yến Nhi chốt đỏ size L này. Chị Lan Nguyễn ok chốt màu đen. Màu đen này mặc trên like các chị nhìn nó không được rõ lắm ấy. Chị em mặc các màu sáng cho các chị nhìn kỹ cái họa tiết của nó luôn nhá. Em thử lên nốt màu đỏ đi. Màu đỏ lên xinh thì mỗi tội màu đỏ là có ít. Màu đỏ này không nhập được mấy. Không có mấy ấy. Cứ về đỏ tí nào hết sạch thì đấy luôn. Nhìn cái bầy ra nhà. Đầy mẫu chứ chưa đồ hàng. Các chị màu đỏ này. Đấy chứ ạ. Không cần phải sơ vi, các chị mix cho em như thế này cũng đẹp. Đó, các chị mix nguyên như này cũng đẹp luôn cho em. Mã 2022 trên cái phần này nó sẽ không có trễ vai quá nhá. Bình thường cho em này. Kiểu hơi hơi gọi là cổ thuyền cho em. Mã 2022 chọn cho em màu và chọn size vừa. Chị Mai Đào Anh có ạ, chị Hà Trịnh ok chọn đỏ đen ạ. Chị Trần Thanh Tân nó sẽ có là size SML không có XL đâu. Nói chung là các chị dưới 65 cân đổ về các chị mình chốt. Em mặc vừa size S cho chị này, tại vì hàng nó co giãn. Để chạy chất nó co giãn cho em, mặc rất là thích luôn chị nhá. 3 size SML hàng Quảng Châu ạ, sờ chất nó mướt tay. Để chạy sờ chất nó đẹp ý. Có cả màu đen nữa, tất cả em có 5 màu. Vàng này, hồng này, đỏ này, trắng đen, 5 màu cho em. Cái phần này phần tơ cho em này. Rất là đẹp và nó sẽ có một cái độ rủ rất là xinh luôn nhá. Đây các chị này, lên form lên giá nó đẹp. Nó khác hẳn luôn. Đấy, nó khác hẳn luôn ạ. Nào qua mẫu chị ơi. Nào đưa váy đây cho em nào. Em lên mẫu váy nhá. Váy hay chân váy? Váy đi. Mẫu váy đi. Rồi ok, các chị cứ chốt lại. Chọn màu, chọn size vừa cho em ạ. Chọn màu, chọn size màu nào cũng xinh. Em mà không thèm đăng hình lên luôn. Tại vì là không có hàng đăng hình lên là hết luôn ấy, không có hàng để bán like. Không có hàng để bán like, em bảo thôi chúc các chị luôn trên like, các chị mình lấy dồn đơn hàng. À, áo bao nhiêu chữ áo 330. Áo 330.000 còn chân váy là 400 chị nhá, chân váy 1 là 400, em có 3 size XML. Chân váy 1 em có size các chị từ khoảng là 48 cân ạ, 48 cân đến tầm khoảng là 60-62 cân. Đấy, nó có cả màu nâu luôn nhá, chân váy có cả màu nâu. Màu nâu với màu đen, kiếm Đỗ Thị ok chốt ạ. Màu đỏ 52 cân này. Xinh mà, màu đỏ có không có hàng mấy luôn ấy. Các chị nhìn nào nó này. Đẹp xuất sắc luôn. Đó, lên mã hàng kèm với số điện thoại ạ. 57 cân mặc size M được chị ơi. Em mặc size S này, toàn bộ em mặc size S luôn. Đấy hàng Quảng Châu ạ, cái form này em đều mặc size S hết. Nhưng nếu là hàng Việt Nam lại có thể phải mặc size M. Chị Hoàng Thị Ca cho chị màu vàng nhà Loan ơi ạ, đẹp lắm chị ơi, về đảm bảo nghiện luôn. Mà con này trông có trẻ trung chị ạ. Em mê tít luôn là em còn muốn lấy đủ màu em mặc ấy. Chị Thanh Loan ok chốt đơn. Nào qua mẫu nhá. Em qua mẫu luôn. Đâu cái chân máy màu nâu có hàng không? Chân máy màu nâu kia xuống được hả? Tôi xem cái đây.
Anh cái chân váy dài hơn một chút nhá. Bác nào thích chân váy dài hơn một chút thì các bác lên đơn. Lấy cho em cái màu trắng là hôm nay hàng bù ấy, cái màu K12 ấy. Lấy cho em mặc cái nút cái này đi. Mặc cái này này. K12 rồi. 1K. Con chân váy em mặc dễ phối đồ rồi. Đẹp mà. Con lấy chân váy xẻ xếp đi để mặc kiểu gì cũng đẹp. Con này mày mặc đi đánh gôn. Không biết là có GL63. Ta dùng chằm đánh gôn kiểu gì nhỉ? Có dưa chuột. GL63 thì không biết là dưa lê, dưa chuột kiểu gì. GL63 là GL63. GL63 đang hot chính là mấy tỷ. Kệ cho đi mẹ. Sai gì đấy? Em à? Cảo à? Ừ. Em chi sợ cái này nó kẹt. Chẳng vậy. Đấy. Không là nó bị kẹt. Không, nó tát rồi đấy. Qua bấu thịt. Có túi không? Không có túi nhưng trên đấy là chiếc gì về có túi đấy. Còn đi về có không? Đúng rồi. Trời ơi, mic cái này hơi bị lâu một chút đấy các chị nhá. Ủa, mic cả set cho các bác mình xem luôn. Đến set ở đây. Ba trăm rưỡi là cái tiền gì? Bạn thần sâu chắc suốt ngày nhờ bán bảy bảy. Bao cái luôn cái set này nó nhờ đến 1 triệu này. Này cái set này cũng xinh lắm ấy. Nhở? Chân váy này em có cả đen với nâu các chị nhá, hai màu và có 3 size SML. Chân váy các chị có mày là chân váy 2 cho em, là chân váy dài, chân váy dài xòe cho em các chị nhá. Hả? Có chân váy 2 rồi á? Chân váy dài đi. Mã chân váy 3 đúng không? Ừ, đây là chân váy 3. Chân váy là chân váy 3 kèm theo số điện thoại cho em ạ. Chân váy 3 em có cả đen cả nâu á chị nhá. Đen nâu ạ. Chân váy 3 và kèm theo số điện thoại ạ. Con này chốt đơn các chị tầm khoảng là 48 cân ạ. 48 cân đến tầm khoảng 60 cân đổ về em có size vừa. 48 cân đến 60 cân đổ về là nhà em có size vừa. Các chị mình lên đơn hàng và kèm theo số điện thoại cho là mình chốt đơn. Chân váy 3 cho em ạ. 300 ạ. 70.000 một chân váy chị nhá. 370. 370.000 ạ. Hàng đẹp chị này. Chân váy hàng Quảng Châu rất là xịn luôn. Lên mã lên đơn và kèm theo số điện thoại. Em có 3 size là SML các chị nhá. 3 size SML các chị lên chuẩn mã hàng và kèm theo số điện thoại ạ. Con này chân váy hàng cao cấp này. Con này 370 ạ. 370.000. Cái này sẽ có là khóa, cái khóa giọt lệ ở bên sườn cho em ạ. Khóa giọt lệ bên sườn ạ. Các chị liên mã hàng và kèm theo số điện thoại cho mình chốt đơn. Đấy, chân váy nào nó sẽ dài qua đầu gối chị nhá. Qua đầu gối cho em rất là đẹp luôn ạ. Chân váy 3. Chân váy 3, bộ vít 4 ạ. Còn không em à? Còn không? Để em xem lại đã chị ơi. Bộ đùi pyjama chưa có hàng ạ. Mã chân váy 3 đúng không? Đúng không? Chân váy 3 là 370.000 ạ. 3 size S 4XL. À 2X. Cái chân váy là thường là em hay lấy để mặc mẫu với lại các loại áo thôi. Rồi ok chị kiếm kiểm Đỗ Thị nhá. Nhận áo đá 338 và kẹp điện thoại rồi. Mặc thử áo rồi vừa nhé. Hôm nay chị lấy cái áo điệu điệu này. Mặc xinh này. Đẹp lắm. Kẹp sạch luôn. Hả? Thơm ấy, cái gì thơm ấy? Cà phê. Nào, mấy này có mấy màu? ML, mấy size? Có X không? Hình như có cả X cái sao ạ? ML XL. Thấy chưa? Có. Nào, kéo em cái khóa nhá. Váy này các chị có mày là váy gì đây? Mã gì đây? Quên đấy, hôm nay nhà mình lên mã gì đấy? Mã mẻ. Mã này con là váy mấy? Váy 4 nhá. Váy 4. Thì sao mã này các chị lên đơn hàng chưa là váy 4 á. Váy 4 và kèm theo số điện thoại em có là size SMXL. SMXL các chị lên đơn hàng mà kèm theo số điện thoại này. Cái này các chị thêm cái đai vào là xinh lắm luôn ấy, nhưng mà em hết đai rồi.
Em hết tay chả còn cái nào luôn. Em có đỏ, đen và xanh cốm. Đỏ đen là màu cốm cho em. Lên mã sản phẩm chứ là mã váy 4 đúng không? Váy 4 cộng số điện thoại ạ. Cái mã 2022 là 330 chị Thùy Nguyễn ơi. Nó là nguyên áo chị nhá. Chân váy 3 màu đen ok chị Phạm Mai Liên này. Chị yêu cũ ở mã MK15 à? MK15 là mã gì đấy? Đấy hộ em các màu đây treo mẫu ơi nào. Mày xinh chưa? Tầm khoảng là 63 64 cân đổ về, 63 cân đổ về em chốt đơn. 45 cân đến 63 cân đổ về em chốt đơn hàng các chị nhá. Xinh lắm luôn các chị này. Mã này là 250 một váy. 250 một váy cho em. Trời ơi đẹp nhỉ, vừa rẻ vừa đẹp luôn ạ. Tại vì nếu mà nhà em lại không chuyên váy cho nên là em bán cái này thường là em kiểu là những cái mã nào thật là xuất sắc thì em mới nhập thôi. Các chị nhìn màu cốm của nó luôn này. Một cái màu cốm mặc tôn da chị nhá, màu cốm màu đen và tông màu đỏ, ba màu cho em ạ. Cốm đen đỏ ạ. 4 size SMLXL 250.000 một váy ạ. 250.000 các chị lên đơn nào mà kèm số điện thoại cho em. Xinh dã man luôn ạ. Mã này là các chị gọi là váy 4 đúng không? Váy 4 đúng không? Váy 4 cộng váy 4 cộng số điện thoại ạ. Chị Bích Ngọc ok này, chị Trần Yến Nhi có ạ. Bao giấy em chưa có chị ơi, xem cái gì cũng muốn mua thì mã này đẹp này. Thường nếu mà em mà đã bán váy em phải chọn cái mã nào xuất sắc. Đó. Form dáng vừa đẹp các chị nhá. Dáng lên mặc này, các chị này không cần đai đã mặc lên rất là eo rồi. Đấy gọi là hơi xòe một chút thôi mà rất là trẻ trung luôn. Tay gọi là hơi bồng bồng và tay của nó chất kiểu chất vân tơ cho em nhé. Chất tơ cho em. Lên mã sản phẩm là váy 4 ạ. Váy 4 chị ơi, váy 4 cho em. Chọn màu cốm các chị này. Màu cốm cho em ạ. Tông màu ấy, tông màu đen. Và em mặc là màu đỏ ạ. 4 màu cho em. À 3 màu cho em các chị nhé. Váy 4 cộng số điện thoại cho em ạ. 250 một váy. 250 một váy ạ. Các chị comment là váy 4 kèm cho số điện thoại cho là mình chốt đơn. Xinh nhỉ. Đấy, mặc lên rất là trẻ các chị nhé. Trẻ trung, dễ mặc. Lên mã này đôi cho số điện thoại. Chắc váy này đẹp này. Đường chi mũi chỉ sắc nét luôn. Tại vì hàng thiết kế. Toàn bộ hàng thiết kế cho em. Vừa bị ông xã mắng mày cứ xem ạ. Sau khuôn hết cả shop về. Thế chị cứ bảo là khuôn luôn chị ạ. Chị cứ bảo thế đi. Chị cứ bảo là định thế thật đấy. Đấy. Chân váy 3 màu đen ok chị Huyền Duy. Chị Mến Dinh rồi ok chút đơn hàng. Mã này váy 4 cho em. Khổ quá comment ẩn quá chị ơi. Hoài chị Nguyễn Thị ok em chút đơn. À, áo trắng em vừa mặc ra vừa cởi ra là mã gì? MK12 đúng không? Ừ. Áo trắng em vừa mở cởi ra nó là mã MK12 là 330.000. Đó là cái áo MK12 ấy, tí mặc lại nhá. Chị Nguyễn Nghệ rồi ok chốt đơn. Mã này cho em là mã bộ áo viên váy 4. Váy 4 kèm số điện thoại cho em, màu đỏ, màu cốm với tông màu đen các chị nhá. Đỏ cốm đen. Nhìn tươi nhỉ? Thì trông như công chúa. Cách một cái túi cài bông hoa xong là đội cái mũ vành rộng rộng. Trời ơi, con này mặc đi chơi là đẹp này. Kiểu như mình đi chụp ảnh ở đi ra ngoại nhỉ. Hay mai mình đi đập polo du lịch nhỉ. Hay là nhà mình đồng phục cái này đi. Đẹp này. Đẹp lắm. Chị à thôi trước mà lại hết à. Nhà mình đi đâu chơi phải đi đâu đầy đủ cả ngày. Đi một ngày thôi được. Váy 4 cho em, chị Yến Nguyễn ok này. Chọn màu cho em nhanh các chị nhé, chọn màu chọn size vừa ạ. Thật đi. Chồng ven như thế thì đâu. Khổ thân. Chị Bích Ngọc ok. Váy 4 gọi là chất của nó sẽ không giãn nhiều, nó chỉ hơi giãn thôi chị ạ. Nhưng mà cái dáng của nó lên nó đẹp, nó cũng thoải mái chị ạ. Chất nó thoải mái lắm, kiểu dạng váy xòe. Nếu mà váy ôm body mà không có giãn thì rất là khó. Nhưng mà váy xòe của nó không cần phải co giãn nhiều. Tại vì nó sẽ có một cái độ rủ cho chị em mình. Đó, nó sẽ có độ rủ luôn. Lấy cho em mã khác chị ơi. Quần đi. Em không mặc lại đâu chị Nguyễn Cherry ơi. Thí xem lại like nhá. Chị Chuyên Ngô có, chị Nguyễn Sư ok em chút luôn. Tại vì bây giờ muộn mặc lại mẫu như thế thì rất là khó. Lấy cho em bộ lụa cái đi. Em lên lại bộ lụa, em lên bộ lụa quần dài nhá. Bộ lụa chưa lên. Bộ lụa này quên chưa lên phải không? Nhưng mà có ít này. Không còn màu nào. Bộ lụa em không còn sót mã nào. Còn mã này là nhà em chưa lên ấy. Mã này nhà em chưa lên hàng ấy. Đấy, hôm trước là bị sót mẫu này chưa lên này. Mã màu đẹp nhất luôn. Quần dài thì mã màu đẹp nhất luôn là bị bỏ sót. Mặc cái gì này? Hả? Mặc cả cái váy. Hot 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 Facebook. Hôm ta đi Sapa ta mặc váy, ta lại mặc cái váy con điên.
chị bị hấp à? Không, có nghĩa mình là mặc lồng với bông phải thay đúng không? Thế là lồng à, ừ em cũng thế mà. Thế sau khi là tự nhiên nó thò cho một tí thế nào nhìn kỹ mới phát hiện ra mình kéo mình kéo không hết. Sang. Trời ơi, cái màu này nó vừa sang, nó vừa sạch sẽ, lại vừa đẹp. Đấy, bộ này là bộ lụa mấy đây? Em cũng chẳng biết là bộ lụa mấy, tại hôm trước lên không còn sót một bộ nào luôn. Lụa 10. Còn bao nhiêu khách xỉ cũng ôm hết. Bộ lụa, các chị có mấy là bộ lụa 10 cho em nhá. Bộ lụa 10 cũng có điện thoại ạ. À. SML 3 size, các chị nhìn màu của nó luôn này. Để chạm màu của nó là màu nâu tây. Bộ lụa 10 cho em. Bán bao tiền em ơi? 219.000. Chị ơi, hàng không có bán lấy đâu, hàng giảm giá à chị? Bây giờ vải có vải để may đâu. Bây giờ có vải để may hàng, may may quần đấy đâu chị. Bộ lụa này các chị có mày bộ lụa 10 cho em. Bộ lụa 10 cộng số điện thoại cho em, mình chốt đơn hàng các chị nhá. Bộ này em có size các chị từ khoảng là 48, 49 cân đổ lên. Đến tầm khoảng 63 cân đổ về em chốt đơn, 62, 63 cân đổ về em chốt đơn hàng ạ. Bộ lụa 10 kèm số điện thoại cho em ạ, 219.000 đồng cả bộ cho em các chị nhá. Một bộ lụa này xuất sắc luôn ạ, áo cộc tay quần dài. Bộ này áo cộc tay quần dài các chị comment chuẩn mã hàng mà kèm với số điện thoại cho em mình chốt đơn. Nhẹ nhàng mà mặc rất là mềm mát luôn. Đó, các chị nhìn mã hàng giúp em nhá, 219.000 đồng một bộ ạ. Lên mã hàng cho là bộ lụa 10 kèm theo số điện thoại. Quá đẹp nhưng hết tiền rồi à, thế à chị. Muốn đặt áo đá 338 mà khó quá. À 338 thì mình là mã nào em ơi, bỏ đây chị xem nào. Cái kìa? Không phải đâu. 338 là cái hình có. Có trên đế hoa. Có, 322 với lại là 338 hôm đấy về cùng nhau mà. Rồi chị Dung Vũ ok, chút đơn hàng này, bộ lụa 10 cho em nhá. 219.000 ạ. Nhìn hộ em trên đấy đi. Dưới kia thôi. Đây là dỡ soạn đấy này. 338 này. Để hết rồi đấy à? Mẫu này chưa bán này. Giá 45 rồi. Ừ, thế đó em tí đi. Các chị bộ lụa 10 em có ít nhá. Bộ này bị sót. Bị sót là hôm đấy là về hàng mà em chưa kịp lên thì nó còn lại, chứ không khách xỉ người ta ôm hết rồi. Tại vì bộ lụa bây giờ hiện tại đang cháy hàng đấy ạ, không có vải để may ấy. Huyền ơi, có mang cái sạc đây không Huyền? Quá mang iPhone đi. Quá. Chị mượn đi cắm cái sạc không? Thế hết sạch pin rồi. Ôi, bộ lụa 10 cho em các bác ơi. Mày 4 dẫn nhẹ thôi. Rồi ok, chị Liên Ngô say to à? Áo nắng thơm say to. Bây giờ say to ngày mai xem là có màu nào thì mình chốt nhá. Thì bây giờ cũng không còn ý. Bây giờ chống nắng em chỉ còn size MLX thôi. Của áo nắng thơm của Laloma ấy. Thơm lắm các chị ạ, thơm dã man luôn. Lên mã hàng cho là bộ này, bộ lụa 10 cho em nhé. Bộ lụa 10 kèm theo số điện thoại ạ. 219.000. Đó, 219.000 đồng cho em ạ. Bây giờ lên áo đá với áo phông nhá. Chị Hoàng Phạm ạ, chị Bình Thanh ok. Các chị ơi ạ, có size SML 3 size nhưng số lượng của nó cực kỳ là ít. Chị Thúy Đôn có, chị Ngọc Phan có này. Chân váy 3 Đoàn Tu Hương, Đào Tu Hương ok em chúc đơn. Bộ VIP 3 còn nhưng mà nó còn ít quá. Các chị đợi em mấy hôm nữa nhá. Mấy hôm nữa em về 1.000 hàng các bác mình cứ thoải mái cho em. Nhưng bây giờ nó chỉ còn sót có vài bộ lẻ size thôi. Thì đợi các chị em tầm khoảng 3-4 hôm nữa. 3-4 hôm nữa là có hàng về rồi. Thì em sẽ là lên đủ màu đủ size các chị. Để chặn đủ mẫu luôn ý. Thế bây giờ lẻ size lên nó hơi khó chị ạ. Tuyết Hoa rồi ok. Áo đá 16 là mã nào nhỉ? Có qua là em không bị ship đâu. Em không bị ship. Giờ lên mã lại đi nào. Lấy hộ chị cái quần Q1 đây. Lấy hộ quần Q1 nhá. Đấy. Phong lụa có chị Đỗ Phương ơi. Đợi em tí. Các chị em lên cái mã này nhá. Đấy chị ạ. Lên mã này lên quần Q1 này. Q1 kèm số điện thoại em có đủ size số. Về đủ size số luôn. Phải đóng là 8. Sợ gì?
rảnh quá. Ta bảo là ta không bảo nhiều, ta chỉ bảo là ngủ đi, hai đứa chiều dậy sang thịt gà để giúp bà cụ. Thế là nó đập thằng nó không nhận thì hai thấy bắt đầu với thằng hót sỏi đấy. Ờ thì sao không giếng được, nó sỏi làm gì, nó sỏi về đủ cũng giếng đấy. Ờ thì xong em không nói gì, em bảo là rảnh thì lùi cái xe vào hót sỏi, không nói gì tập tin nhắn cho mà đi. Xong là một lúc ta nghe lại, ta bảo là tôi chán ông lắm rồi đấy. Thế này nó đọc nhưng nó không nói gì. Quán bảo với bà nội này, thằng nó bảo nó con mọt với nhà Na, nó bảo vợ thì nó chán lắm. Mình mẫu áo đằng sau á, nó là mẫu lẻ thôi, tất cả mẫu đấy là mẫu lẻ. Quần này các chị có mẹ cuốn Q1 cho em nhé. Q1 có size các chị từ 45 cân đến 65 cân. Em có từ S, M, L, XL. Đấy, đủ size số luôn ạ. S, M, L, XL, các chị comment mã hàng cho em là bộ à, à quên, quần Q1 ạ. Q1 kèm số điện thoại cho em ạ. Nó là quần dáng quần Becky cho em. Dáng quần Becky các chị mặc đi làm đi chơi đều được các chị nhá. Chất phải u mì cho em rất là mát luôn. Đấy, mã quần này em bán được, bán cả đông cả hè luôn ạ. Các chị nhìn đường kim mũi chỉ rất là sắc nét luôn các chị này. Lên mã lên đơn cho em là quần Q1 nhá. Quần Q1 em có từ 45 cân đổ lên này, 65 cân đổ về. Nó sẽ có chữ U này, chữ V này. Được chưa ạ? Và chữ Fendi cho em. Lên mã hàng cho em là quần Q1 kèm theo số điện thoại cho em là mình chốt đơn ạ. 125.000 một quần ạ. Được chưa ạ? 125.000 một quần. Quần này thì em bán cứ em cũng nhiều khi là em không lên nhưng khách hàng vẫn cứ hỏi thôi, tại vì mặc quần này các chị mặc đã thích rồi ấy. Bán quanh năm ngày tháng, em bán mấy năm nay rồi. Được chưa ạ? Mấy năm nay chuyên bán cái mã quần này cho các chị mình rồi ạ. À, còn quần thô kaki màu nâu thì gấu mình. Quần đấy là quần gì nhỉ? Thô kaki màu nâu dưới gấu, đính hai cúc. À, quần là 205. Hết rồi. Em hết rồi, quần đấy em hết rồi chị Phạm Vương ơi. Quần này hết rồi. Quần này quần Q1 cho em. 125.000 ạ. Bộ lụa em vừa mặc là 220. MK9 chiều nay còn không cho em hai cái xanh trắng MK9 còn không? Còn chị. MK9 em còn chị ơi, chị Thanh Hằng comment số điện thoại. Ok luôn. Comment số điện thoại em lên đơn nhá. Còn quần em mặc là quần Q1 ạ. Không lụa. Đâu cái nào em? Thực sự luôn, chị nào lúc nãy đang bảo là đặt mãi không được cái áo này đúng không? Nhưng mà bây giờ chỉ còn 2 size LXL thôi ạ. Chỉ còn 2 size LXL. Em trả nó các chị 150. 150 luôn nhá. Ngày hôm nay 150 luôn, còn 2 size thôi. Nó của nó là chất thun lạnh cho em. Chất thun lạnh các chị comment mã này là mã đá 338 kèm số điện thoại ạ. Từ khoảng là 55 cân đến 65 cân em chốt đơn. 55 cân đến 65 cân em chốt đơn hàng ạ. Đá 338 mà kèm ra số điện thoại cho em này. Rất là xinh luôn. Nó chạm hàng này hơn 300.000 giá gốc của nó luôn các chị nhá. Bây giờ em sản luôn các chị 150.000. Lên mã sản phẩm cho là đá 338 ạ, kèm ra số điện thoại ạ. Đá 338 kèm ra số điện thoại cho em mình chốt đơn hàng. Đẹp lắm luôn các chị này. Đấy các chị đang bảo mấy ngày hôm nay không chốt được mã này đúng không? Thế để bị sót đơn này đặt lại cho em nhá. Chị quần trơn thì nó là quần Q1 quần Q4 thôi. Thì nó là quần trơn dáng ôm. Còn quần này em mặc là quần Q1 nó sẽ có hơi xếp đi. Chị nào bụng to mà nó không bị lộ. Lại giảm rồi à? 150 nhá. Còn có 2 size thôi. Nó không còn size M đúng không chị? Nó không còn size M nữa. Bây giờ nó chỉ còn 2 size thôi. Bán nốt. Bán nốt 150 chị ơi. Bán nốt 150. Không còn 150, 150.000 có được không? À 338 ạ. Quần Q1 56 cân ok chốt chị Nguyễn Hoàng này. Chị Thảo Dương ok chốt quần Q1 này. Báo đá 338 kèm số điện thoại cho em ạ. Đẹp xuất sắc luôn, nó chỉ còn 2 size LXL thôi. Dưới 65 cân em chốt đơn nhé. 55 đến 65 cân, 54 cân đổ lên đến 65 cân đổ về. Đá 338 chị nào vừa form này chốt luôn cho em. Chất này nó mát lắm, chị nào nhận được áo này đã chỉ biết chất lượng rồi ạ. Đá nó sáng long lanh luôn, tại vì hàng của nó là hàng cao cấp ấy. Xong là nó không bị xỉn cái màu đá. Đấy, đá nó đính, nó ép nhiệt rất là chắc luôn ạ. Đá 338 kèm số điện thoại chị nhé. 150.000 một áo. Chị Bích Ngọc có, chị Ngoan Lý có. Lên áo chữ U. Chị U 100.000 á. Có. Mã này đá 338 cho em. Đá 338 kèm số điện thoại ạ. Chị Đỗ Hà có, chị Trần Tuyền ok. Chị Bùi Huyền ok, em chốt đơn hàng ạ. 338 kèm số điện thoại cho em ạ. Xuất sắc luôn chị ạ, đẹp. Áo đang mặc trong bao nhiêu hết hàng chị ơi. Nụ
cười hồng lên số điện thoại chị ơi. Chị Quỳnh Như có ạ. Chị Bích Ngọc có, chị Đỗ Điệu, Đỗ Diệu ok em chúc đô nàng nhé. Áo này có lộ bụng không em? Thực ra nếu mà các chị mà bụng to thì mặc cái gì trông nó cũng to, nhưng mặc màu đen lúc nào trông nó cũng gọi là nó gọn người hơn các màu khác thôi. Đấy, nếu mà các chị mà béo bụng ấy, các chị to bụng ấy thì các chị mặc cho em những cái màu đen. Màu đen thì mặc nó kiểu nó trông nó cũng cảm giác kiểu là mình kiểu đánh rơi rác ấy, làm cho cảm giác là người mình nó nhỏ hơn đi thôi. Chứ còn thực ra là chị nào bụng to thì mặc cái gì trông nó cũng thế thôi chị ạ. Đấy là tâm sự thật luôn. Đấy, mình mặc cho các em những cái gam màu tối thì nó che sẽ che khuyết điểm hơn là những cái màu sáng. Chị Nguyễn Thị Lan ạ, à, đá 836 á. 836 là mã nào nhỉ? Nhiều mã quá không loát được kìa, chị cho em xin cái cọc cao cao ấy. À đây, 150 cho các chị luôn nhá. Chị Nguyễn Thị 6 ok em chốt đơn. Mã là đá 338, đỉnh 5 em còn, chị Quỳnh Như ơi, nhưng mà bây giờ em chưa biết là còn size gì, chị cứ lên mã hàng ngày mai chọn size gì báo nhân viên giúp em với. Thế đá 16 à? Lúc này có chị nào hỏi mã này đúng không? Đá 16 này. Đủ size ML x này. Đủ size ML XL. Các chị comment là mã đá 36 và kèm số điện thoại cho em. Đúng không ạ? Đá 36 và kèm số điện thoại cho em, mình chốt đơn hàng này. À, đá 16, đá 16 cho em ML XL 3 size. Mã đá 16 này. Cái này cổ xinh này. Mã này đá 16 nhá. 159.000 một áo. Áo này 159.000 đồng. Các chị comment là đá 16 kèm số điện thoại ạ. 3 size MXL các chị 40 cân đến 60 cân. À 65 cân. 40 cân đến 65 cân đổ về chốt đơn hàng ạ. Đá 16 kèm số điện thoại ạ. Chị Quỳnh Như lên mã hàng ấy chị. Mã hàng với số điện thoại đi ạ. Chị Phạm Hà có ạ. Chị Phạm Mờ có đơn đá 16 này 159.000 chị ơi, đủ size nhá. MLX 40 cân đến 65 cân. Thế chị Trần Hiền chưa thấy gọi chút đơn á. Rồi ok, đặt để lại số điện thoại lại hút em mới. Các chị cố gắng đặt trên live trực tiếp của em ấy nhá. Chị nào mà không xem được live trực tiếp các chị nhắn tin, hoặc là các chị gọi vào số trực tiếp số hotline giúp em đặt hàng ạ. Mã này cho là đá 16, 159.000 đồng. Các chị một ghi quần V1. Ít thế. Đặt như thế là hơi ít. Tại vì quần này mùa hè các chị mặc rất là nhiều. Quần này em bán cả đông cả hè. Cổ này xinh nha chị này. Cái đá của đá màu em nhiệt ý. Rồi gen rất đẹp luôn. Đấy, gen nó đẹp phải sang luôn các chị nhá. Đá này đá 16. Kèm số điện thoại cho em là mình chốt đơn. 159.000 đồng một áo. Chị đặt cả 10 đơn hàng rồi, ưng lắm, ok lắm. Cảm ơn chị Trần Truyền nhá. Tiếp theo cho em ạ. Mã này là đá 16 đúng không? Đá 16 kèm số điện thoại ạ. Phong lụa Huế đã kiểm tra chị xem cái mẫu phong lụa nào còn hàng không. Anh Tưởng ok, Khánh Vũ có, chị Thọ Phạm ok, chốt đơn hàng. À đây MK9 đúng không? Thế lúc nãy cái MK9 này em chẳng biết các chị đặt mẫu nào. Đây MK9 đây. Nó là phong lụa đúng không? Đây MK9 đây các bác này. Mã này là mã MK9 là phong lụa. Đấy chứ ạ, MLXL 3 size. MK9 kèm ra số điện thoại cho em mình chốt đơn hàng. Con này bảo rồi, rất không mát thì các bác cũng gọi là cứ giả lại cho em. Đấy, con này các chị đang mua ngoài 320 đúng không? 320, 350. Con này hàng Quảng Châu em có đủ size MLX các chị nhá. MLXL 3 size, các chị comment mã này cho em là gì? Đá 16 em qua mẫu nha. Rẻ hơn quần V1 á, có loại rẻ hơn nhưng mà nó cắn chỉ lắm. Chị bán cái loại đẹp đẹp này. Chứ còn loại rẻ hơn thì em không làm. Rẻ hơn bán, nếu mà các chị bán nó bị cắn chỉ, lần sau là mất khách không bán được đâu. Đợt trước em cũng mới cái ngày mà em mới bán lẻ ấy, thì em cứ nghĩ là rẻ thì chắc chắn là khách hàng mua nhiều, nhưng mà bán một loại đấy lần sau khách hàng mà loan ơi lần sau đừng lấy loại đấy, thì chị mặc cắn chỉ sau bán mất khách. Nhưng em bây giờ em 4 năm em chỉ làm một loại quần đấy thôi, chỉ làm được đúng một loại chất vải thôi, không làm vải loại hai. Vải loại hai các chị bảo cắn chỉ sau khách hàng ạ, bảo là mặc cái quần này cắn chỉ sau khách hàng sẽ không mua nữa đâu. Nó rẻ hơn tầm 10-15 nghìn hay 20 nghìn một cái nhưng mất khách lắm, không bán, em không bán loại đấy. Và sau quần này em cứ về thế nào hết thì đấy này, khách hàng còn mua mấy chục quần, đặt đồng phục, đặt theo kiểu đặt cho nhau ấy. Đấy, mỗi lần các chị đi đơn 5-10 cái cơ. Khách lẻ cứ chốt cả đôi một. Nhưng em có bán loại rẻ hơn đâu, em chỉ bán loại này thôi. Mà nguồn dòng này ngoại trường người ta bán hơn 200 nghìn cơ chị nhá. Hơn 200 nghìn một cái, tại vì hàng này nhé, mà hàng đặt trực tiếp. Còn V1 ấy. Anh Nguyễn, chị Nguyễn Quý ok em chốt đơn. Áo này là mã MK9 nhá.
MK9 cho em là có màu hồng đậm này, màu trắng cho em. Để chị ạ, màu trắng này, 40 cân đến 65 cân em chốt đơn. Đây là màu xanh cho em này, xanh của nó xanh nhạt các chị nhá, xanh nhạt cho em, rất là mát luôn. Của nó là phông lụa, cốt tông lụa cho em ấy. Hình này của nó là hình thêu. Này nó gần như kiểu dạng phong tổ ấy, còn đây là màu hồng nhạt này. Chọn màu chọn size vừa dưới 65 cân thì em có size 169.000 một áo các chị nhá. 169.000 đồng các chị comment mã này là mã MK9 á, MK9 ạ, kèm theo màu với số điện thoại là mình chốt đơn hàng. Chị Đỗ Phương ok, chị Dương Thị Sơn Sơn có đơn hàng ạ. Với đây nhìn chị xem mã đỉnh 5 còn màu gì với. Chị Hào Hào Võ rồi ok, chị em chốt đơn. Màu nó cũng đẹp, hết rồi. Đen với hồng luôn, vài cái này. Ừ, còn vài cái đấy cũng lên luôn, hay là để mấy hôm mà treo lẻ bán. Ngon treo lẻ bán được chứ nó không còn sai được. Nó không còn sai cái mã mà đỉnh 5 ấy, nó còn có vài cái thôi. Mã này MK9 cho em, chị Trường Minh có ạ, Nguyễn Thị Lan ok em chốt đơn. Màu đẹp này, form dáng lên màu vừa các chị nhá, nó không gọi là cái dài quá, không ngắn quá. Đấy, MLXL3 size, hàng đẹp các chị này. Hơn 300 là giá này, là giá em ôm sale ấy. Được giá này thôi, chị Nguyễn Hằng có ạ. Nó có 3 hình đấy, về được 3 hình đấy. Chị Ninh Nguyễn ok em chốt đơn. Chị Thanh Hằng ok chốt MK9 hồng nhạt, xanh 55 cân có size vừa. Con gì? Cháy đấy. Giống con kiến bao cao. Không con cháy. Đây màu trắng cho em. Con này còn ít thôi. Nói cho là phong độ bây giờ là em cứ còn sót một ít, mỗi mẫu còn ít thôi, không có mẫu nào là còn nhiều đâu ạ. Đây ạ, 169.000 một áo. Mã cho em là mã MK9 màu trắng này. MK9 màu trắng cho em nó gần như dòng phong thổ ấy, chất nó mặc sờ các chị về các chị sờ chất nó mát lạnh luôn. Chị Thúy Đôn ok này. Lên áo chữ U ạ, đợi em tí. Chị Ngọc Phan ok em chút đơn. Chị Đỗ Nghị có ạ, chị Nguyễn Thị Lan. Thêm một di quần Q1 ok chị luôn. Chị Nguyễn này, chị Nguyễn Thị Ngọc Ngọc ok có trắng size M này. Nó có cái màu xanh nhạt thì cũng đẹp nhỉ. Nhưng mà dòng xanh nhạt chắc là vẫn đủ size đúng không? Em thử con xanh nhạt này luôn này. Màu đẹp lắm, chất nó sướng. Mùa hè nóng như là, nói chung là bây giờ thì nó chưa nóng nữa các chị nhìn thấy nó bình thường nhá. Nhưng mùa hè nói chung là chỉ cần cái gì đó mát mà nó, nói chung là sờ chất nó sướng, nó mát lạnh luôn. Bây giờ mà giờ sờ sang cái dòng mà nó kiểu là nó pha nhiều ni lông ấy, xong là chất nó cứ khô khô ấy nhỉ. Nó nóng, nó bí mồ hôi, cảm giác là muốn cởi luôn áo ra. Sợ luôn ạ. Cái áo này các chị đã mua hơn 300. Em tặng các chị 169.000, các chị chọn cho màu xanh nhạt nhé. Tuấn Tú lo chị mấy vào ạ. Em mặc áo da báo chị xem, da báo là cái nào? Cái mẫu 16 đúng không? Thôi. Lên cái mẫu kia đi, cái mẫu chữ to hình như mình chưa lên đúng không? Rồi ạ, có màu xanh đây này. Quỳnh Như lấy màu xanh luôn đi em. Không có hết. Tại vì không có nhiều đâu, hàng này không về được hàng đâu. Còn bao nhiêu là em ôm hết rồi. Đấy, màu này hồng nhạt cho em này. Hồng nhạt kèm số điện thoại ấy, chị nhá. Để chị ạ, hồng nhạt kèm theo số điện thoại cho em mình chốt đơn. Mã này là 169.000, 3 size MLX các chị thoải mái dưới 65 cân cho em. 40 cân đến 65 cân đổ về em chốt đơn. Mã hàng cho là MK9 ạ, cộng số điện thoại cho em. Chị Cẩm Tú Cầu, chị Quỳnh Trao ok, chị Việt Hương có ạ. Chị màu trắng nhé ok tình yêu. Chị comment số điện thoại về mã hàng cho em chị gái nhá. Đẹp chưa? Nhận hàng nhớ cho em xin lời nhận xét nhá. Em hứa luôn mọi này xinh lắm. Chất đồ đẹp. Nhưng mình còn cái mã cái gì nhỉ, lụa 13 ấy. Cái lụa 13 cũng có cái màu vàng ưng nhỉ. Đấy chị cái lụa 13 cái. Các bác luôn làm luôn con lụa 13 luôn này. Chất có như thế này nhưng mà nó là khác mã. Nó khác mã, nó chỉ có một hình cái lá thôi. Cái lá như kiểu cái lá phong ấy. Thấy chưa? Nói nhiều cái lá phong ạ, Hàn Quốc nhỉ. Tối qua chị lấy áo này nè em. Tối qua chị lấy áo này nè em là sao? Là chị qua nhà em lấy á hay như thế nào? À có nghĩa là tối hôm qua chị chốt áo này à? Vâng. À rồi ok. Ai chốt cho chị chưa? Chị Lâm Uyên ok này. Quần đang mặc là quần Q1 chị gái ơi, comment mã hàng là quần Q1 cho em. Chị Đỗ Phương lấy màu trắng ok chị mình nhá. Phong lượng có màu đen có, chị ơi có một mã có màu đen để em tìm nhá. Em tìm có mã khác có màu đen thôi, có mã này không có màu đen. Rồi em qua mẫu nhá. Con màu hồng nhạt em mặc lên chưa nhỉ? Chưa đúng không? Hồng nhạt lại cũng xinh này. Đó, hồng nhạt cũng đẹp nhất các chị nghe. Tại mưa to à? Nhưng mà chắc không đến mà ủi, con hồng nhạt lên xinh nè. Phớt hồng cho em. Phớt hồng cho em ạ. Lên mã hàng chứ là hồng, mẫu này là đúng rồi em à. Đùi pizza ba chưa có chị ơi. Mã này là mã gì?
MK9 đúng không? MK9 màu hồng nhạt ạ. Chị Nguyễn Bình comment mã hàng cho em đi chị ơi. 49 cân chỉ mặc size M thôi. Chị Thành Tuấn ok chốt màu trắng này. Mã này không có đen chị nhá, có 4 màu thôi, xanh, hồng đậm, hồng nhạt và tông màu trắng. Hôm nay chị áo chất quá đẹp nhưng nhân viên gửi mỗi một màu là sao? Sao gửi mỗi một màu? Sao lại thế? Chị Tư Hải ok, chị Quyên Bùi ok chốt MK9. Như nào sao lại nhân viên lại gửi mỗi một màu? Thế sao chị không kiện cái đứa gửi hàng cho chị đi? Em bắt nó chịu cước hai đầu với chị luôn. Nếu nhân viên mà gửi nhầm hàng. Đấy, nhân viên thì em đứa nào làm ạ? Có Phong ạ, có Phong xả không Loan. Mai gọi điện cho Linh nhá. Linh cho em bắt ạ? Mai gọi điện em báo cho. Nhà Phong xả đợt này không có đâu. Hàng này hàng đấy mà. Hàng Quảng Châu nó không có hàng mấy đâu. Bây giờ nhé em còn đang gọi là bán theo cái kiểu mà còn gì bán đấy thôi. Đấy, biên nó đóng mà có hàng đâu. Mỗi năm nó có nhiều Phong xả nhân may gần như là không có. Chị Nguyễn Bình ok, tại vì cứ về thế nào cũng hết thì đấy luôn. Cứ về thế nào hết thì đấy luôn ý. Chị Lâm Uyên mà còn cháy hàng không có. Chị Tâm Thư ok, cho đơn Nguyễn Bình lên số điện thoại chị ơi. Mã hàng với số điện thoại cho em. Yên tâm luôn là không cần phải mua hàng xả. Mà hàng này em đã bán rẻ rồi. Các chị mua con này trên ngoài toàn trên 300 nghìn một cái. Nếu như các chị được không được mua giá sale ấy. Đấy, MK9 là 169.000 chị gái mình ơi. Giá đẹp mà. Cần gì phải mua xả, giá này em bán các chị là còn quá rẻ hơn so với cái giá mà các bác đang mua xả hàng ấy. Anh người ta bán 300, ví dụ bán 300 người ta xả hàng, người ta bán các chị 200.000. Em bán có 169.000 đồng, cần gì phải mua giá xả đúng không? Em bán trên này là giá số lượng. Đấy bảo sao những cái mẫu này em cứ về đâu hết thì lấy, tại vì giá trên những ngoại trường nó rất là nhiều. Hy vọng chất nhận đẹp như hình, ok chị luôn. Rồi ok yên tâm luôn, nhận hàng bóc hàng kiểm tra không đẹp như các chị chốt trên lá các chị giả lại. Yên tâm chưa ạ, uy tín chưa các chị? Em bán hàng có vậy, không phải là em bán các chị một lần đâu, chắc chắn là sẽ có lần thứ hai, lần thứ ba các chị quay lại mua tiếp. Tiếp này cho em này. Đây. Mã này các chị lên đơn hàng là lụa 13 nhá, lụa 13 cũng số điện thoại. Nên nó có cả cái màu, màu này là em gọi là màu tím à. Mà gọi là màu tím nhá, kiểu là tím màu phớt hồng ấy. Để chọn màu phớt tím cho em ấy. Đó, các chị này, mã này các chị có mẹ là lụa 13 cho em ạ. Lụa 13 kèm số điện thoại nhá. Mẫu này là có một cái màu vàng xinh này. Vàng nó là vàng đậm. Năm nay là khách hàng đang chuộng cái mẫu phông lụa rất là nhiều luôn. Hàng Loan đẹp lắm ạ, cháu cảm ơn cô Loan Trần nhá. Xinh mà. À, mấy hôm nay bảo lên không mấy lên à. Mưa đúng không? Mai đầu tháng lên cho hoan hỉ nhá cô nhá. Mai đầu tháng lên cho rực rỡ nhá. À mà hôm nào mấy hôm nữa cháu treo lẻ ra thì cô lên nhá, ủng hộ cháu nhá. Cô Loan nhá. Đây mã này là mã gì? Lụa 13 đúng không? Lụa 13 kèm số điện thoại, tất cả cái hình này của nó là hình thêu. Để chạy hình một cái lá thôi, cái lá phong cho em thôi. Đơn giản nhưng mà đẹp, không cần phải quá cầu kỳ. Lên quần sóc chưa? Quần sóc em mang lẻ sai rồi chị gái ơi. Chủ nhật mới lên được, à chủ nhật cô mới được nghỉ nhỉ? Viết 3 viết 4 XL không còn một tí nào luôn chị ạ. Cái gì? Ai? Linh đi. Sao? Cái này gì là sao nhà mình có cái áo này nhỉ? Sao mà kiểu áo nhà bà thì anh kiểm hàng mình nó không nghĩ ra lúc đấy nó không loát được. Hôm nay chị nhận được B59 đẹp lắm em ơi, em cảm ơn chị. Mã lụa 13 cho em 169.000 nhá, có đủ size MLX. Để cho em nó có màu vàng này, màu đỏ cho em này. Để cho em màu đỏ này, màu trắng và tông màu này em gọi là màu tím nhá. Màu tím cho em ạ, tím gọi là tím kiểu màu tím phớt phớt thôi, hơi kiểu màu hồng tím thôi thì em cứ gọi là màu tím cho các chị mình dễ phân biệt các màu. Đấy, màu trắng, màu vàng, màu đỏ, màu tím nhá. Lên mã sản phẩm chưa, làm áo lụa 13, lụa 13 kèm số điện thoại, chị nào nhận được áo này chưa? Các chị vào cho em xin một cái lời nhận xét ạ. Từ 40 cân đến 65 cân nhà em có size vừa. Đấy, 40 cân đến 65 cân là nhà em có size vừa. Các chị lên mã sản phẩm cho em là lụa 13 kèm số điện thoại ạ. Nhưng mà sao lại có người như thế được nhỉ? Chị ơi, ví dụ như thằng Tuấn nó ra là đen là mày đợi ra tao phạt tao gì vậy? Ờ. Phạt thử không vừa ra, không vừa nói chuyện. Em bị cháo hàng ý, em bị cháo hàng. Trong túi giả cái 20.000 để cước xong. Đấy, có nhiều người cũng hiểu kiểu gì luôn. Thế con Hà đây, con Hà ngoài đấy biết còn gì. Gửi như vậy muốn cho khách thử vào trong nhà thử xong người ta bảo là như tả. Lụa 13 em không có màu đen đâu, chị Việt Hương ơi. Em không có màu đen mà.
Tụi em báo màu nào nó chỉ có những màu đấy thôi. Mẫu này làm gì có màu đen. Nó chỉ có bốn màu là đỏ vàng, trắng và tím thôi chị nhá. Đỏ vàng trắng tím mà kèm số điện thoại cho em. Các chị nhìn form áo này, quá đẹp luôn. Nó không dài quá, không ngắn quá. Dưới 65 cân em chốt đơn 45, à 40 cân đến 65 cân. Để chạm 169.000 đồng. Con hàng Quảng Châu cho em rất là đẹp luôn. Đấy, họa tiết của nó không có nghĩa là không cần quá cầu kỳ. Và tất cả cái hình này của nó là hình theo hết nhá. Từ cái lá cho đến cái họa tiết sóng sóng này cho em này, theo hết toàn bộ cho em. Các chị giặt nó không bị bong. Đó, nó không như hình in, hình dán. Quần sóc á, quần sóc mã nào chị? Quần sóc thì như em chỉ có màu đen thôi mà. Nó khác nhau cái hình thôi. Chị Lan Nguyễn ơi, chị cho em số điện thoại để em xem nhân viên là chốt đơn về cho chị nhá. Để em cho nhân, để em xem nhân viên là chốt đơn cho chị ạ. Em báo nó ạ. Có nghĩa là chốt hai quần cho khách nhưng mà lại gửi một cả. Đấy. Chịu luôn. Chị Lan ơi, chị Lan Nguyễn cho em số điện thoại để em phạt các bạn nhân viên này luôn. Đứa nào chốt nhầm rồi đấy phải chịu. Đấy, nhân viên là chốt nhầm rồi, nhân viên đấy phải chịu luôn. Vàng tím 65 cân có đơn ạ. Chị ơi, 169.000. 169.000 ạ. Được chị Đỗ Hương ơi, gửi nhầm, gửi lại nhân viên thì em chịu ship cho. Nếu như bạn nào nhặt nhầm hàng. Chị Hòa Cao Thị rồi, ok chị em chốt đơn ạ. Lộ 13. Lộ 13 thì có màu xanh nhạt. Lộ 13 nó chỉ có vàng này, đỏ này, trắng này và tím. Đỏ, vàng, trắng, tím, bốn màu này thôi chứ không có màu xanh nhạt nhá. Xanh nhạt là mã MK9 rồi. Chị Nguyễn Mến ơi, đặt sai mã rồi, làm sao lại bảo nhân viên nhà em ngày mai lại bảo nhỏ nhặt nhầm hàng. Các chị nhìn đúng cái màu và nhìn đúng mã hàng cho em. Đấy, lụa 13 cho em ạ. Chị Trần Bảo Thạch, ok em chốt đơn. Chị Lan Nguyễn, ok này. Quần là 125.000, áo là 169.000 đồng ạ. Các chị này đỏ này, đỏ rất là đẹp luôn. Nói chung là cái bảng màu lụa nó không có nhiều màu chứ, nhưng mà cái bảng màu của nó là màu lên mẫu nó đẹp. Đấy, mà chất nó mát, sờ mướt tay luôn. Về mấy nghìn hàng bán trong vòng 2-3 like hết sạch. Bây giờ mỗi mã nó còn một ít thôi. Chị Ngọc Tình, ok chốt màu trắng. Nếu mà chưa chốt đơn thì chị mình dồn được đơn chị nhá. Việt Hương nhá, nếu mà đã đi đơn rồi là không dồn được đơn đâu chị gái ạ. Rồi, con mẫu nè, mình ơi, con mẫu nè. Tiếp cho em cái chữ to đi. Em lên không đà, à, áo đá nữa nhá. Mấy giờ rồi nhỉ? 11 giờ. Ôi 11 rưỡi rồi má ơi. Ai cộng tiền đấy? Ai cộng tiền đâu? Phim gì? Chị ơi, 169, cứ tính 170.000 một áo đi chị. 170.000. Đỉnh năm em còn nhưng mà bây giờ nó lẻ sai quá rồi. Chị Hồng Nguyễn, ok em chốt đơn. Trần Hoàng Liên có ạ. Lộ 13 chị Tâm Thư có ạ. Bộ B83. Xem bộ chị xem bộ B83 còn size gì em. Em tím lên bộ B83 để em một xíu. À, chị vừa chuyển khoản à? Em thấy chuyển khoản mà em chả biết ai chuyển. Mai lúc nào nhân viên gọi thì chuyển, bây giờ cứ chuyển trước. Mai chuyển, đừng chuyển vội. Chị Xuân Mùa nhá. Em xem em nghĩ làm lên cái gì hot hot tí nào. Để cho nó rực rỡ nhá. Mai là thứ mấy nhỉ? Thứ 6 à? Mai thứ 6 à? Ừ, nhanh hết tuần thế. Bây giờ em chả biết thứ ngày tháng gì luôn. Thôi đừng chuyển vội. Không phải chuyển đâu. Lúc nào nhân viên em gọi các bạn ấy báo thì chị chuyển sau cũng được.
Đây đây, mẫu này cho em này. Ủa cái mã này em còn chưa lên cơ ấy. Mã phải không nhỉ? Chữ to rồi này. Mã này sẽ là đá 15 nhá. Đá 15 cho em. Số điện thoại ạ. Lên cho em mã này là mã đá 15 kèm số điện thoại cho em, mình chốt đơn. Đây chữ to. Đá 15 cho em là chữ to như này đấy chị này. Lên mã hàng kèm số điện thoại ạ. Đủ size đúng không? Đủ size MLX này. Đủ size MLXL cho em. Đá 15 100 ạ. 50.000 một cái. Kỷ niệm các chị, nốt con này 150.000. Ok chưa ạ? Hàng hai lớp cho em các chị nhá. Mã đá 15 cho em ạ, dưới 65 cân nhà em có size vừa. Còn không có lớp top em còn chị ơi. Mã này mã đá 15 cho em 150.000 đồng em kỷ niệm các bác luôn. 150 mã đá 15. Bộ áo gây mặc hết rồi chị ạ. Nguyễn Hải chốt mã nào đấy chị? Mã đá 15 cho em 150.000 các chị ơi. Đá 15 150.000, em có size là MLXL các chị, dưới 65 cân đổ về em chốt đơn ạ. Dưới 65 cân đổ về em chốt đơn hàng nhá. Mã đá 15 cho em ạ. Kèm theo số điện thoại ạ. Em lên lúc mã này xong là trưa mai em lên tiếp nhá. Được không ạ? Bây giờ muộn quá rồi, 11 rưỡi rồi. Đá 15 cho em 150 một cái ạ. Chị Vân Thu rồi, ok này. Chị Thanh Thanh có đá 15 này. Yêu Kubi có này. Comment nó cứ ẩn thế này, chả nhìn thấy cái gì luôn. Quần Q4 em còn. Chị Nhi Nguyễn cứ comment mã quần Q4 đi, nhà em đủ size. Chị Bích Ngọc ok chốt đá 15. Các bác lại comment là đá 15 kèm số điện thoại cho là mình chốt đơn hàng các chị nhá. 100 phong của lớp tốt màu đỏ á, còn nhiều chị Hải Yến lại để trưa mai nhá. Trưa mai mình lại chiến đấu tiếp nhá. Chị Lan Đoan Nguyễn ok em chốt đơn ạ. Chị Nguyễn Thơm ok em chốt đơn hàng. Mã hàng cho là đá 15 kèm theo số điện thoại ạ. Chị Thúy Dinh có ạ. Nguyễn Thị Ngọc Ngọc ok. Áo này 150 cho các bác luôn. Ố. Có phải không nhỉ? Tôi chết rồi, em nhầm. Nhầm giá rồi. Thôi chốt phát cuối các chị cũng được. Thế luôn này. Thật ra em bán. Em nhầm, bây giờ em mới nhớ ra. Nhưng mà con này cũng còn ít thôi. Đấy nhé, các chị nhá, mã này còn ít thôi. Sao các chị giá 150.000? Thực ra con này giá đắt hơn đấy. Đắt hơn đấy, nhưng cuối like rồi. Chị Vân Trần ok. Quần 40 cân thì chị mặc cho em cái quần Q4 size S. Chị Thu Minh ok em chốt đơn. Nhưng mà quần Q4 hiện tại đang tạm hết size S rồi. Chị Việt Hương ok chốt đơn nào. Con này 150 các chị nhá. Cuối live stream chốt các bác giá tạm thôi. 150.000 một cái. Đấy chị ạ, 150.000 một cái á. Lên mã lên đơn của số điện thoại ạ. Thôi em nghỉ nữa các chị ơi. Các chị lên mã hàng giúp em tắt like đây. Em tắt like đây. Mưa to nha. Mưa này là về được mà. Hai ba các tình yêu. Mày về nhà thì lấy nước đấy. Hả? Thử nước tao khô.